Sự kiên cử và xa lánh điều ác. Thì cái điều ác ở đây đó là nó nói đến là các cái pháp bất thiện. Đương nhiên quý vị thường hay quý vị nghĩ là đương nhiên là Phật nói chuyện mình xa lánh các cái pháp bất thiện đó là cái chuyện đương nhiên rồi, bây giờ Phật lặp lại làm cái gì chúng ta có cảm giác là thừa. Nhưng mà nó không thừa đâu quý vị. Nó không thừa một chút xíu nào hết thưa quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì đó, chúng ta sống bất thiện quen rồi. Chúng ta sống bất thiện nhiều lắm. Chúng ta gặp một cái chuyện gì đó đó mà người ta làm tốt á, tôi nói có một cái câu là khi mà bạn làm tốt cả một đời đó, chưa chắc người ta nhớ đâu, nhưng mà khi mà bạn làm sai một cái gì đó, người ta sẽ không bao giờ người ta quên. Đó. Thì mình có cái bản tính tìm lỗi. Có nghĩa là người ta làm đúng, người ta làm cái chuyện tốt gì đó, ít khi nào mình nhớ lắm. Nhưng mà khi mà người ta có một cái gì đó nó sai đó, là mình bắt đầu mình khuếch đại nó lên. Mình bắt đầu mình chạy theo số đông. Mình bắt đầu mình đào móc, mình bươi móc để cho mình thỏa mãn cái sự chỉ trích của mình. Thậm chí nhiều lúc sư không nghĩ, không hiểu cái đó để làm cái gì. Trong khi đó, đó rõ ràng là cái chuyện bất thiện. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta bị thôi thúc bởi phiền não. Thành ra chúng ta mới nghĩ đến cái chuyện là tìm lỗi người này, tìm lỗi người kia. Đó. Sư chỉ nói chuyện tìm lỗi thôi đó. Đó chưa kể bản thân của chúng ta đó. Bản thân của chúng ta cũng rất có rất nhiều những cái sai lầm mà mình không biết. Mà Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú á, cái lỗi của người á, thì rất là dễ thấy. Đó. Giống như là một người vạch lá tìm sâu á, rất là dễ thấy. Nhưng mà lỗi của mình thì rất là khó thấy. Lỗi của người á, thì bươi ra cho bằng được. Chứ còn lỗi của mình á, là mình giấu, giấu kín, giấu không muốn cho ai thấy, y như là cái kẻ gian nó giấu bài. Cho nên cái chuyện mà Đức Phật kêu mình xa lánh những cái điều ác, xa lánh những cái pháp bất thiện, nó không thừa đâu quý vị. Bởi vì nhắc tới, nhắc lui, nhắc hoài mà mình có bao giờ mình nhớ. Đó. Và cụ thể ở đây trong chú giải nói, đó là sự kiên cử của bốn giới. Đó là gì? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm và không nói dối. Và nói một cách nó tích xúc hơn nữa đó, xúc tích hơn nữa đó là gì? Đó là chúng ta xa lánh những cái cửa ngõ của bất thiện từ thân và khẩu. Cái ý của mình thì chưa có nói gì tới chứ, nhưng mà từ cái thân và cái khẩu của mình đó là mình kiểm soát nó được là tốt rồi. Có người đó họ nói họ hành thiền, họ chui vào rừng họ hành thiền, mà sư nhìn cái thân cái khẩu của họ, sư không có thấy một chút xíu cái thiền gì hết trơn. Bởi vì khi chúng ta hành thiền đó, cái chuyện đầu tiên của chúng ta đó là gì? Chúng ta phải kiểm soát được thân và khẩu. Anh điều tiết được thân khẩu của anh, bớt những cái chuyện bất thiện đi, là lúc đó anh hẳn nói tới cái chuyện hành thiền đó. Chứ còn anh không có kiểm soát được thân và khẩu của anh đó, thì anh có chui vào rừng 10 năm, 20 năm đi chăng nữa thì anh cũng không có lợi ích gì hết. Khi mà cái thân và cái khẩu của anh nó không có được cái sự điều chỉnh. Tại sao vậy? Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ các pháp. Khi mà chúng ta nói, chúng ta hành động, nó đều xuất phát từ tâm hết. Một cái tâm mà nó bất ổn thì nó sẽ đưa ra những cái lời nói và cái hành động bất ổn. Thành ra đó, cái chuyện chúng ta giữ giới đó, nó còn là cái chuyện là để chúng ta xa lánh những cái cách hành xử sai quấy ngay từ thân và khẩu. Thưa quý vị đó, chúng ta thường nghĩ đến những cái chuyện mà chúng ta bảo vệ, được bảo vệ. Quý vị đến chùa, quý vị chờ chư Tăng, nhờ chư Tăng tụng những bài kinh Paripitta, kinh hộ trì. Ở nhà thì quý vị cầu khẩn chư Thiên, cầu khẩn những cái đấng này đấng kia để mà chúng ta mong có được sự hộ trì. Nhưng mà chúng ta không hiểu cái sự hộ trì của giới là sự hộ trì cao thượng. Quý vị cứ sống theo giới. Sư không dám nói là cái chuyện quý vị sống theo giới, quý vị giữ giới là có người này người kia tấn công quý vị hay không, sư không có nói. Nhưng mà quý vị sẽ được cái giới nó bảo vệ. Thời mà khi Bồ Tát còn hành bổ túc những cái ba la mật,
Bồ Tát gặp nạn nhiều lắm quý vị, gặp nạn nhiều lắm, mình không không có là cái gì so với Bồ Tát hết trơn. Bồ Tát gặp nạn nhiều lắm, nó mắng, nó chửi, nó đánh, nó đập, thậm chí nó đâm, nó chém, nó giết, nó vu oan giá họa, nó cướp vợ cướp con đó, mà ngài vẫn giữ giới. Và chính vì như vậy đó, ngài được sự bảo vệ, sự bảo vệ của giới. Một trong những cái gọi là cái hiệu quả của giới đó, đó là cái gì? Đó là chúng ta không có cái sự hổ thẹn đó, không có sự hổ thẹn. Mà khi mà chúng ta làm việc mà chúng ta không có sự hổ thẹn á, thì mình không có phải lo lắng cái gì hết trơn. Xin nói, khi mà người ta lôi mình ra đó để mà người ta xử lý mình bất kỳ chuyện gì đó, mình chỉ việc mình hỏi, tự mình hỏi lòng mình thôi, không cần hỏi ai chứ, hoặc thậm chí hỏi họ. Cái mà quý vị nói tôi sai đó là tôi sai so với giới hay là tôi sai so với quan điểm của quý vị đó. Cho nên khi mà chúng ta sống, mà chúng ta sống dưới cái sự bảo bọc của giới đó, là chúng ta sống an ổn. Người ta có tấn công mình đi nữa đó thì nó cũng chất quớt của quý vị. Tại vì sao? Bởi vì mình là người giữ giới. Có những lần đó, Bồ Tát vì giữ giới mà Bồ Tát nhường người ta. Tại vì đối với ngài đó, những cái chuyện mà danh vọng địa vị, được người cái tiếng khen, hoặc là được cái này cái kia, được những cái vật chất, được những cái cơ ngơi, đối với ngài nó không là cái gì hết trơn. Ngài buông cái một rồi, chúng sanh phàm phu đó, nhìn cái nó, nhìn vô những cái thứ Bồ Tát có đó, họ thèm nhỏ dãi, họ thèm, họ tìm cách họ chiếm, họ có cho bằng được. Họ thấy ngài có được một người vợ đẹp, họ tìm cách họ chiếm cho bằng được. Thấy ngài có một vương quốc thịnh vượng, họ tìm cách họ chiếm cho bằng được. Ngài bỏ hết, ngài bỏ hết, ngài buông hết. Bởi vì sao? Ngài thấy cái chuyện giữ giới nó là cái chuyện cao thượng, mà nếu như mình lo mình bảo vệ những cái thứ này thì mình không có giữ giới được. Thành ra đó, ngài chấp nhận, ngài bỏ, ngài chấp nhận, ngài hy sinh ngay cả tính mạng của ngài, ngài cũng hy sinh. Bởi vì sao? Bởi vì ngài giữ giới đó. Và chính vì vậy đó, những con người mà sau khi mà chiếm đoạt được tài sản của ngài, chiếm đoạt được vợ của ngài, chiếm đoạt được danh vọng địa vị của ngài, những con người đó họ sống không có yên. Có một số trích đoạn sau khi mà họ chiếm được á, là ngay lập tức mặt đất nó nứt ra, nó rút, và con người đó nó chết. Tại vì chiếm đoạt danh vọng, chiếm đoạt địa vị, chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt quyến thuộc của một vị Bồ Tát chánh đẳng giác. Mà thậm chí nếu như ngài không phải Bồ Tát chánh đẳng giác đi nữa, thì khi mà chiếm đoạt của một người có giới đó, thì phải nói là cái nghiệp nó rất là nặng nề, thưa quý vị. Khi mà chúng cái chuyện mà cái tội nặng tội nhẹ khi mà chúng ta giữ giới đó, nó quyết định ở, nó còn ngoài cái chuyện á, là cái chuyện chúng ta làm nó lớn hay nó nhỏ, mà nó còn ảnh hưởng tới cái chuyện là cái đối tượng mà mình phạm giới, cái đối tượng mà mình xâm hại đó, họ có giới hay là họ không có giới. Nếu mà cái đối tượng đó là đối tượng có giới đó, cái nghiệp nặng vô cùng, thưa quý vị. Còn bây giờ thì phải nói là mình may mắn lắm, tại vì cái người giữ giới nó hiếm, cái người có giới nó hiếm. Thành ra đó, mình lỡ mà mình có làm cái chuyện gì bậy bạ đó, mình có chiếm đoạt cái gì của ai á, thì cái lỗi của mình nó cũng không có tới mức mà nặng nề như vào những cái lúc mà người ta sống thiện nhiều. Và cái kiểu sống của mình á, tại sao mình sống mà mình sanh vào thời này? Tại vì nếu như cái kiểu sống của mình á, mà mình sanh vào cái thời mà người ta sống thiện nhiều á, mà sống như cái kiểu của mình á, phải nói là mình đi địa ngục miệt mài. Tại vì sao? Mình xâm phạm tới cái người có giới mà mình không biết. Như sư nói ngay từ ban đầu, chúng ta rất thích chỉ trích người khác. Chúng ta thấy người ta có được cái gì đó là chúng ta rất dễ, chúng ta moi móc, chúng ta rất dễ, chúng ta tìm cái lỗi của họ. Mặc dù cái lỗi của họ nó không có đáng cái gì so với những cái công hạnh mà họ đã có hết trơn, nhưng mà chúng ta nhịn vô đó để mà chúng ta công kích, chúng ta đả kích họ đó. Đó. Thì mình rất là thích những cái chuyện đó. Mình rất là thích, và thậm chí mình theo dõi đó, mình cái thời ngôn ngữ thời nay mình gọi là hóng hớt,
mình theo dõi bằng một cái lòng thích thú để coi coi là nó tranh cãi nhau rồi cái chuyện đó nó như thế nào. Mình thích như vậy đó. Cho nên phải nói là rất là may mắn là mình có phước mình sanh vào thời này đó. Chứ còn mình sanh vào cái thời mà có chư vị thánh đệ tử hoặc là chư vị mà giữ giới hạnh trong sạch là mình chết mình. Thành ra đổi, đổi thưa quý vị, sửa ngay, sửa ngay. Tránh mấy chuyện đó. Đương nhiên thì sư nói là khi mà mình nói tới cái chuyện mà giới đó, người ta không có ưa. Ngay ở trong Tăng Chi có những con người á, bản thân họ không có giữ giới, mà bây giờ mình nói về giới đó, họ nóng nảy, họ bực bội. Tại vì sao? Bởi vì họ nghĩ là bây giờ tôi không có giới, mà bây giờ anh nói như vậy có nghĩa là anh đang nói sóc nói xỉa anh, nói cạnh nói khóe tôi đó, hoặc là anh đang nói bóng nói gió tôi đó. Thành ra là họ bắt đầu họ sân si, họ sân hận. Thành ra sư nói những cái buổi giảng đầu, cái phần cho tới bây giờ Đức Phật nhắc nhiều tới giới, và chính vì vậy sư cũng nói nhiều tới giới. Mà chính vì nói nhiều tới giới á, thành ra cái số lượng người mà kiên trì được cái buổi học cho tới bây giờ nó không còn nhiều. Hồi đầu á, người ta thấy là bài kinh hạnh phúc, người ta nghĩ cái chuyện hạnh phúc đó là một cái chuyện gì đó nó nhẹ nhàng, nó sung sướng. Thành ra rất là nhiều người đăng ký học, nhưng mà cho tới bây giờ nó không còn nhiều á. Tại sao vậy? Bởi vì mình đụng chạm đến những cái vấn đề mà họ không có ưa. Nói thí dụ như mà nói thí dụ như chuyện ăn, chuyện uống, hoặc là kể chuyện cười đó, kể chuyện cười hoặc là kể chuyện ma thì họ thích lắm đó. Thành ra nhiều nhiều vị giảng sư giỏi mà vẫn phải chèn cái chuyện cười, chèn chuyện ma lên chi để thu hút quý vị. Trong khi nếu như mà mình nói về giới đó, nói về cái chuyện tu tập đó, nó chán. Tại sao vậy? Tại vì mình xét mình không có điều kiện giữ giới. Mình thành ra mà khi mà nói cái chuyện giới, mình cứ nghĩ là họ đang nói cạnh nói khóe mình đó. Thành ra là mình chịu không nổi mình đi à. Thành ra cái người mà trụ là được tới bây giờ nó con số nó rất là ít đó. Và như sư nói đó, mình cứ sống theo pháp, mình cứ sống theo pháp, mình cứ giữ giới đi, mình cứ sống theo pháp đi, thì tự nhiên cái giới nó hộ trì chúng ta, cái giới nó hộ trì chúng ta, và chúng ta không có sợ gì hết trơn. Khi mà có bất kỳ một ai á, thì nó bất kỳ một ai á, chỉ trích mình cái chuyện gì đó, mình chỉ việc xét lại coi cái chuyện mình làm có phạm giới hay không. Nếu như cái chuyện mình làm mà phạm giới đó thì đương nhiên ta chỉ trích đúng rồi, không có gì hết trơn, đứng ra xin lỗi hoặc sám hối. Nhưng mà nếu như mà mình xét cái chuyện mình làm nó không có phạm giới á, thì cái chuyện họ chỉ trích mình cũng giống như sư nói câu này nó hơi nặng, giống như là mình đi mình cứ đi thôi, còn cái tiếng gì cái tiếng con này con kia nó kêu thì mình không cần phải quay lại đó. Mà ngoài ra thì còn một trường hợp nữa đó, có nghĩa là mình cái chuyện này mình không có phạm giới, trong cái chuyện này mình xét về giới mình không có sai, nhưng mà mình phạm nhiều giới khác mà người ta không có biết. Nó giống như á, hình như là sư kể cái chuyện này rồi. Ngài xuống mê thô, ngài thăm một cái trại tù á, thì gặp một cái anh tù nhân. Anh nói, anh tâm sự, anh nói là thưa ông sư, tôi nói thiệt là tôi vô đây lần này tôi vô tôi bị oan. Mà tôi nói cái chuyện này tôi nói với sư á, chứ tôi không có nói với tòa án, tôi cũng không có nói với những cái cơ quan pháp lý. Tại vì để cho sư biết là cái chuyện này tôi không nhất thiết tôi phải lừa dối sư để làm gì hết trơn. Cái này thiệt, trong cái vụ lần này là tôi bị oan, tôi vô tù lần này là tôi bị oan. Nhưng mà tôi vẫn vui vẻ, tại sao vậy? Tại vì so với những cái chuyện mà tôi đã làm mà người ta không có biết á, nó đáng ở tù hơn nhiều lần. Thậm chí nếu như mà cái chuyện mà tôi làm á, mà họ moi ra cho bằng hết, có khi là tôi tử hình nữa kìa. Cho nên là cái chuyện mà bây giờ tôi vô đây mặc dù tôi bị oan á, nhưng mà tôi vui vẻ. Tại vì sao? Tại vì nó nhẹ hơn rất là nhiều so với những cái mà tôi làm ta không biết. Thành ra đó, nếu như trong cuộc sống quý vị đó, mà quý vị thấy cái chuyện này á, mình không có phạm giới, mình không có sai, nhưng mà không hiểu sao là người ta bắt đầu người ta công kích, người ta xỉa xói mình, thì mình xét lại coi, mặc dù có thể là lần này mình không có sai,
Nhưng mà mình sai rất nhiều những lần khác, mình phạm giới nhiều những lần khác, người ta không biết, hoặc người ta không có nói, hoặc người ta không có xử, thì thôi cái chuyện này chấp nhận được. Đó, thành ra sư nói cái sự bảo vệ của giới đó, cái sự bảo hộ của giới là cái sự bảo hộ cao thượng. Quý vị hành tứ vô lượng tâm, quý vị hành tâm từ, thì cái năng lực tâm từ đó nó chỉ có khi mà quý vị đang có tâm từ thôi, còn mà quý vị buông cái tâm từ ra rồi đó là cái năng lực bảo hộ nó mất. Còn khi quý vị giữ giới, cái tính chất, do tính chất của giới, do tính chất của giới, cho nên quý vị giữ giới cho tới khi nào mà quý vị phá giới thì lúc đó quý vị mới mất đi cái sự hộ trì của giới. Còn cho tới khi quý vị vẫn giữ giới được thì quý vị vẫn có được cái sự hộ trì của giới, do đó đó quý vị vẫn an toàn. Cứ sống giữ giới, sống có giới, nó sống có giới thì chúng ta không việc gì phải lo chứ, không việc gì phải hối hận. Một trong những đặc điểm của giới là giúp cho mình không có hối hận. Chứ không nói giữ giới là dễ nha, giữ giới rất là khó, nhưng mà giữ được giới rồi chúng ta sẽ không hối hận. Đó. Hơn nữa đó, chúng ta đừng bao giờ mình nghĩ cái chuyện là tôi giữ giới đó là cái chuyện cá nhân của tôi. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Cái chuyện giữ giới không phải chuyện cá nhân của mình. Chuyện giữ giới đó, chuyện mình giữ giới đó là chuyện liên quan tới gia đình của mình, chuyện liên quan tới gia tộc của mình. Tại vì sao? Bởi vì trong chú giải nói đó, một nếu như mà một người con, một người cháu ở trong gia đình đó, họ phải nghĩ như thế này. Mình có được hình hài này đó là nhờ gia đình, nhờ gia tộc. Cho nên đó, ta không thể đem lại cái chuyện bất lợi cho gia tộc bằng cái việc chúng ta làm các điều ác. Mình đừng có nghĩ là cái chuyện mình làm ác là cái chuyện riêng mình. Chứ nói chỉ riêng cái chuyện mà mình là người một nhà với nhau, mà đôi khi là chúng ta sẽ binh vực nhau, chúng ta sẽ binh vực người nhà của mình, mặc dù người nhà mình sai đó, sẽ thấy cái chuyện này nhiều lắm. Con cháu trong nhà nó sai rành rành ra đó, mà ba má nó là chớ hề mà cho ai đụng tới. Cái chuyện con cháu tôi sai thì tôi sửa, tôi xử, chứ còn anh không có cái quyền gì anh đụng vô hết trơn. Thì quý vị biết cái thái độ binh binh vực cho cái chuyện sai lầm của người ở trong gia đình á, nó là một cái chuyện cộng nghiệp, quý vị biết không? Nó là cái chuyện cộng nghiệp. Cho nên nó có những cái chuyện mà sư phải nói gọi là cái gì ta, gọi là xì canh đan á. Có những cái chuyện mà nó gây ra tranh cãi, gây ra tranh cấp, tranh chấp. Nếu như có ai đó hỏi sư thì sư nói là đừng có dây vô, không mắc mớ gì mình cộng nghiệp với người ta hết trơn á. Mình khen thì nó cũng bậy, mà mình chê nó cũng bậy. Tại cái chuyện của người ta là cái nghiệp của người ta, mình không mắc mớ gì mình chen vào mình cộng nghiệp. Tại vì mình không có cái trách nhiệm mình xử lý, mình chỉ đơn giản là mình góp vui thôi, nhìn vô góp vui thôi, mình không có trách nhiệm xử lý. Thành ra không mắc mớ gì mình cộng nghiệp với người ta. Cũng vậy đó, một người trong gia đình khi họ làm ác á, sẽ nói khi họ làm ác á, thì người trong gia đình á, kiểu gì kiểu họ cũng binh nè. À, tôi thấy thí dụ như nhà có mấy anh em, thì đương nhiên là lớn rồi đó, lớn rồi á, thì mỗi người có gia đình. Mà khi mà ông anh người ta, thí dụ như người ta mà ngoại tình á, đi ở với bà này bà kia á, thì có khi là mình chê mình trách. Chứ còn ông anh mình mà ông ngoại tình á, người trong nhà, ví dụ như ông anh mình ông ngoại tình á, hoặc là con mình nó ngoại tình á, đi ra ngoài nó ở với đứa khác mà nó không có tròn trách nhiệm, không tròn bổn phận với vợ nó, mình thế nào là mình cũng lấp liếm. Một là mình lấp liếm, mình che, mình không có cho người ta biết, không có cho người ta. Hai á, là mình binh vực đó. Mà chính vì cái thái độ đó nó khiến cho chúng ta cộng nghiệp. Tương tự như vậy, khi mà chúng ta giữ giới, chúng ta kiêng, chúng ta không có sát sanh, kiêng mình không có trộm cắp, khi kiêng mình không tà dâm, kiêng không nói dối, mình kiêng tất cả những cái nghiệp thiện, ấy xin lỗi, những cái nghiệp bất thiện của thân và khẩu, mình kiêng như vậy đó, thì người nhà tự nhiên có cảm tình với mình. Đương nhiên người ngoài người ta giữ giới thì cũng có cảm tình,
mà mình chỉ với cũng có cảm tình, nhưng mà do là người nhà cho nên có cảm tình nhiều hơn tí. Người ta cũng tu, ở nhà mình cũng có ông thầy chùa đi tu, nhưng mà nói gì thì nói à, ông thầy chùa của nhà mình đi tu thì mình vẫn thương hơn tí đó. Thì những có những cái mà mình gọi là thiên vị đó đó, nhưng mà mình thiên vị với cái nghiệp thiện của người ta, mặc dù thiên vị vốn dĩ nó không có nên, nhưng mà khi mà mình ưa, mình thích khi mà người thân của mình á, mà họ làm các nghiệp thiện á, là mình đang cộng nghiệp thiện với họ. Thành ra đó, mình giữ giới đó, là người nhà mình có lợi ích, cha mẹ mình có lợi ích, cô dì chú bác họ hàng quyến thuộc mình có lợi ích. Mà mình phạm giới đó thì mình sẽ tai hại luôn đến cả gia đình của mình, tai hại luôn đến cả gia tộc của mình, bởi vì họ luôn luôn có xu hướng họ bênh vực người trong nhà. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà chúng ta giữ giới hoặc chúng ta phạm giới đó thì người nhà của mình á, đều sẽ hưởng được lợi hoặc bất lợi do cái chuyện mà chúng ta giữ giới hay phạm giới. Xin lấy ví dụ như một cái anh ảnh đi ăn trộm, anh ăn cắp, anh ăn trộm ăn cắp về thì ảnh cũng nuôi vợ nuôi con ảnh đó. Hoặc là một người mà phạm giới sát sanh, đi bắt con này con kia, mặc dù là động vật quý hiếm đó, hoặc là cái con đó nó có giá trị cao đó, mình hy sinh, phải nói là mình hy sinh tính mạng của mình đó, để mà mình bắt cái con đó về đó, mà mình nói là mình để mình lo cho con của mình lo cho vợ, lo cho chồng, mình lo cho ba cho mẹ, đưa lên, nó đưa lên những cái phương tiện truyền thông đó, gì người ta tung hô ghê lắm, tung hô ghê lắm. Tại sao mình dám mạo hiểm cái tính mạng của mình đó, để mà mình nuôi sống gia đình, mình nuôi sống con, nuôi sống vợ, nuôi sống cha, nuôi sống mẹ, mà mình mạo hiểm tính mạng của mình để mình bắt cho bằng được cái con đó, để mình giết cho bằng được cái con đó. Người ta tung hô ghê lắm. Nhưng mà mình không biết, khi mà người nhà mình hưởng lợi từ cái chuyện mình phạm giới đó. Sư đang nói trên cái nhìn của chánh pháp. Khi mà mình phạm giới mà để người nhà mình hưởng lợi, ví dụ như mình giết một cái con cọp, mình bán được cái bộ lông, mình bán được cái bộ răng của nó, ví dụ như vậy, hoặc bán một cái con gì đó quý hiếm mà mình phải giết nó đó, thì mình đem cái đồng tiền đó về mình nuôi con, nuôi cháu, nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi vợ, nuôi chồng, thì có nghĩa là người thân mình hưởng lợi từ cái chuyện mình làm bất thiện. Đời sau kiếp khác, đời sau kiếp khác mình sẽ bị những cái tai ương mà chính người nhà của mình phải liên lụy. Xin lấy ví dụ, mình bị những cái căn bệnh trầm kha, ví dụ như là bệnh phải mà bệnh nó chết liền á, thì nó còn đỡ. Tôi nói nhiều người họ sợ nhất là cái bệnh mà lặt lìa lặt lội đó, bệnh mà nó kéo dài ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm khác, nó kéo mà người nhà đó phải chịu cực chịu khổ nuôi bệnh, đã đành rồi có khi phải bán nhà bán cửa, bỏ công ăn việc làm, bỏ xứ để mà đi nuôi bệnh. Cái chuyện bệnh là chuyện của mình, nhưng mà tại sao, xin hỏi tại sao là cha mẹ của mình, vợ chồng con cái của mình mà phải lo cho mình như vậy? Bởi vì cộng nghiệp, chính bởi vì cộng nghiệp cho nên không có buông được. Giống như bây giờ sư nói, nếu mà mình thẳng tưng á, mình thẳng tưng á, bệnh nan y phải không, thôi bây giờ anh bệnh nan y thì chuyện của anh, tôi không có lo gì hết trơn đó, anh bệnh nan y là chuyện của anh, bị ung thư phải không, ung thư chết sống là chuyện nghiệp của anh, nếu còn con nó chết sống là chuyện của nó, còn mình làm cha làm mẹ mắc mới vì mình bỏ tiền ra mình nuôi nó làm chi. Trong kinh là có nha quý vị, có trường hợp đó nha quý vị. Nhiều người đó họ nói con nó bệnh á, cứ quăng con đại ra ngoài đường, nó ai đi ngang qua thường cứu, còn cha nhất quyết ông không bỏ đồng tiền nào ra hết trơn đó. Nhưng mà tại sao mà mình phải lo, nó tại sao mình phải lo, tại sao mình phải chăm, tại sao mình phải bán nhà bán cửa, tại sao mình phải bỏ công ăn việc làm, bỏ sức khỏe, bỏ thời gian để mà mình chăm họ, chăm những cái người bệnh ngặt nghèo như vậy để làm chi vậy? Mà mình biết là cái chuyện nó vô phương,
ung thư kỳ cuối rồi đó, bán nhà bán cửa thì cũng không cách chi cứu được, nhưng mà mình cứ nghĩ là thôi ráng ngày nào hay ngày đó. Tại sao vậy? Bởi vì mình cộng nghiệp cái chuyện họ làm ác á, là bây giờ là họ đang bệnh họ nằm đó, nhưng mà do hồi xưa đó mình hưởng được những cái quả của người ta đó, mình hưởng cái lợi nhuận, hưởng được những cái lợi ích của người ta, cho nên bây giờ người ta bệnh mình không có ở yên được, mình phải chăm, mình phải lo. Thành ra đó, nếu như xin nói thiệt, nếu như mà mình thương người nhà của mình nó làm ơn gì giữ giới. Thậm chí đương nhiên là một ông sư thì không có nên khuyên Phật tử phạm giới, không có nên khuyên người cư sĩ phạm giới. Nhưng mà đó, sư cũng nói nhỏ gì như thế này, nói nhỏ mà bây giờ thôi cũng phát trực tiếp cho cả thế giới coi. Nếu như mà trong trường hợp mà chúng ta phạm giới đó, làm ơn đó, phạm mình thôi, đừng bao giờ rủ người thân của mình phạm giới chung với mình. Cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, đừng bao giờ cho người thân mình biết cái chuyện mình phạm giới. Giấu được giấu, chết luôn trong bụng đi. Nếu có đi sám hối thì đi sám hối với những cái vị có đức hạnh để mà quý vị thọ giới trở lại thì được. Giấu luôn đi, đừng cho người nhà biết. Cái thứ ba đó, đừng bao giờ phạm giới để vì cái lý do là để tôi nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi vợ, nuôi con, nuôi vợ, nuôi chồng tôi. Đừng bao giờ lấy lý do đó. Nếu mà thật sự quý vị thương thương gia đình của quý vị, đương nhiên kinh thì mình phải nói thẳng. Nếu muốn gì lỡ có phạm giới, đừng có đem cái đồng tiền do quý vị phạm giới đó về mà nuôi gia đình. Đừng bao giờ. Tại vì khi mà chúng ta nuôi gia đình bằng những cái chuyện chúng ta phạm giới đó quý vị, đời sau kiếp khác đó, mình hưởng, mình chịu những cái nghiệp báo đó, mình còn đày đọa người thân của mình, phải chăm lo, phải chăm sóc mình, phải bán hết nhà cửa, bỏ công ăn việc làm, bỏ sức khỏe, bỏ thời gian lo cho mình, chỉ vì hồi xưa mình đem cái đồng tiền phạm giới về đó rồi mình lo, mình chăm lo cho người thân. Không nên. Nếu mà mình thực sự mình thương, không nên, đúng không? Đó. Thành ra đó, nếu như mà mình thương gia đình của mình, thương gia tộc của mình thì tốt nhất là cái gì giữ giới. Cái cách mà chúng ta thể hiện tình thương của chúng ta đối với cha mẹ, đối với con cái, đối với vợ, với chồng của chúng ta đó, là chúng ta giữ giới. Cái mà chúng ta có trách nhiệm, chúng ta sống có trách nhiệm với gia đình của chúng ta, với cha, với mẹ, với vợ, với chồng, với con, với cái là chúng ta giữ giới. Nhờ như vậy đó thì chúng ta sẽ không mang lại những cái điều bất lợi đến cho gia đình của chúng ta. Thành ra đó, Đức Phật mới nói là vị thánh đệ tử không bao giờ làm các ác nghiệp. Vị thánh đệ tử không bao giờ làm các ác nghiệp dù là vì nguyên nhân tính mạng. Đó. Rồi. Cái tiếp theo đó là Machapana Sanyamo, có nghĩa là cái sự chế ngự trong việc uống các cái chất say. Và sư nói là sư nói sư giảng xong cái buổi ngày hôm nay có khi là cái lớp nó rụng hết cũng không chừng. Là sự chế ngự trong cái chuyện mà chúng ta uống các chất say. Thì Thế Tôn ngài có lần ngài hỏi trong cái bài kinh, trong Tương Ưng Bộ Kinh, trong cái bài kinh về rượu, Đức Phật ngài hỏi này các tỳ kheo, các ông thấy đó, đất ở trên cái đầu móng tay của ta đó, với lại cái quả đất này đó, thì cái đất nào nhiều hơn? Thì chư tỳ kheo nói bạch Thế Tôn, thì đất ở trên đầu móng tay của ngài nó không là cái gì hết so với cái chuyện đất của cái quả địa cầu này. Thì Đức Phật nói cũng vậy đó, này các tỳ kheo, những cái chúng sanh á, mà chịu từ bỏ những cái chất rượu á, những cái chất kích thích là cái nguyên nhân sanh ra cái sự dễ vui đó thì nó rất là ít. Còn cái số lượng chúng sanh á, mà bị hấp dẫn bởi những cái chất say, bởi những cái chất mà nó là cái nhân sanh ra cái sự dễ vui, nó nhiều lắm.
Tại sao vậy? Bởi vì họ không biết được thế nào là khổ, và họ không biết được đâu là nguyên nhân của khổ, và họ không biết được đâu là cái con đường đưa đến cái sự diệt khổ. Tóm lại họ không biết về bốn thánh đế. Có khi mình cứ nói là ủa cái chuyện uống rượu thì liên quan tứ đế. Thì nói như vậy này. Tại vì mình vô minh, mình không có trí tuệ, thành ra mình mới thấy là cái chuyện uống rượu nó không có dính dáng gì. Quý vị biết là cái trong cái rượu, rượu bia mà nói tóm lại là các cái chất kích thích mà nó là cái nhân sanh ra cái sự dễ vui. Mà tại sao mình dễ vui? Tại vì mình không ý thức được là mình đã, cái sự tồn tại của mình nó là một đống cái chuyện khổ. Mình không tránh khỏi cái sự già, sự bệnh, sự chết. Bản thân mình không tránh khỏi sự già, sự bệnh, sự chết. Người thân mình không tránh khỏi sự già, sự bệnh, sự chết. Mình thấy cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên. Và đôi khi mình vì che giấu cái sự bất lực của bản thân, che giấu sự đau khổ của bản thân đó, thành ra là mình mượn những cái chất kích thích để mà mình quên đi cái sự đời. Thành ra người ta mới nói là buồn, buồn mới uống rượu. Hoặc là chúng ta tầm cầu những cái sự vui vẻ mà không cần trí tuệ, những cái sự xúc chạm thoải mái đó, do cái sự ức chế thần kinh của những cái chất kích thích đó. Chúng ta tìm đến những cái sự thoải mái mà chúng ta không cần trí tuệ đó. Thì sư hỏi làm sao mà mình tìm thấy sự thật được? Có nghĩa là chúng ta vô minh nhớ trong bốn đế, mình không thấy được cái sự thật rõ ràng đó là cái sự khổ, và mình không thấy rõ được cái nguyên nhân khổ đó là do mình đang chìm đắm ở trong những cái thức uống này, những cái đồ mà nó đem lại những cái say sưa. Và chính vì chúng ta không nhận thức được cho nên là chúng mình mới dễ vui, chính vì chúng ta không có nhận thức được cho nên là mình mới chạy theo nó, uống hết ngày này qua ngày khác. Có những người đó, họ nói là cái bản lãnh của đàn ông, là phải uống rượu. Nam vô tử như kỳ vô phong. Nhưng mà theo nhà Phật á, cái người có bản lãnh là người dám từ chối không uống rượu. Đó mới là người bản lãnh. Chứ còn cái chuyện anh uống rượu là chuyện bình thường. Chuyện anh dám không uống rượu nó mới là cái chuyện cao thượng. Tại sao vậy? Nếu như anh không uống rượu đó, vào thời nay, cái thời mà chúng sanh sống ác nhiều hơn sống thiện á, cái chuyện anh không uống rượu đó, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái thu nhập của anh, ảnh hưởng trực tiếp tới việc làm của anh, ảnh hưởng trực tiếp đến những cái mối quan hệ của anh. Mà anh dám hy sinh những cái mối quan hệ đó, anh dám hy sinh những cái tài sản đó, anh dám hy sinh công việc của anh vì anh giữ cái giới không uống rượu, đó mới là cái chuyện cao thượng. Chứ còn cái chuyện mà mình sợ người ta nghĩ cái này, nghĩ cái kia, mình sợ mất mối làm ăn, rồi mình sợ mất những cái mối quan hệ, thì cái chuyện thường không có gì hết trơn. Tại vì Đức Phật nói trong cái bài kinh là Tương Ưng Dự Lưu, bài kinh Anna Tha Bình Đi Cá, Đức Phật này nói cái người mà họ dùng những chất kích thích thì họ đem lại cái sự sợ hãi và cái sự hận thù. Tại sao vậy? Bởi vì họ khổ do khi mà họ nghe tới ai đó mà nói tới cái chuyện uống rượu á, hoặc là chỉ trích cái chuyện uống rượu á, là họ nghĩ là chắc đang nói mình. Thành ra họ khổ. Mà chính vì họ khổ như vậy, thành ra họ đâm ra họ hận, họ thù, họ căm thù những cái người mà không có cho họ uống rượu. Giống như là đợt rồi cái nghị định, như nghị định 100 hả? Nghị định 100 cái chuyện mà không có được không uống rượu mà khi ra lái xe. Nhiều người họ hận lắm. Họ hận là tại vì nó cản trở trực tiếp cái chuyện uống rượu của họ. Đó. Rồi có khi mình khổ do mình nghĩ tới cái chuyện quả báo đời sau, mà sư nói cái người thì nó hiếm lắm.
cái người á, mà họ họ khổ do họ nghĩ tới quả báo đời sau cũng có chuyện uống rượu, cái người nó hiếm đúng gì hiếm ghê lắm. Tại bản thân họ không biết là ủa tôi uống rượu quả báo gì, tôi uống là chuyện của tôi, họ nghĩ như vậy đó. Tôi uống rượu là chuyện của tôi, vậy mang lại quả báo gì? Quả báo có chứ. Quả báo gì? Một trong những cái quả báo á, mà nó trực tiếp nhất khi chúng ta uống rượu là chúng ta đi địa ngục. Quý vị có khi mình nghĩ là ủa cái chuyện mà tôi uống là cái chuyện của tôi, chuyện uống là chuyện của tôi, nhưng mà xin thưa với quý vị đó, quý vị uống rượu là quý vị đi địa ngục, không nói năng tiếng nào hết trơn. Uống rượu là đi địa ngục, là xuống dưới đó xong rồi đó, rồi đi dạo hết vòng ngạ quỷ súc sanh rồi lên làm người á, rồi lúc đó quý vị hẳn lý luận là ủa tại sao tôi đi địa ngục, giống như á là mình tạo những cái nghiệp ác là mình không có cách chi mình lý luận hết trơn. Trong khi đó cái chuyện mà quý vị uống rượu nó là nhân đi địa ngục. Mình cứ nghĩ là tôi phải sát sanh, phải trộm cắp, phải tà dâm, phải nói dối đi địa ngục đã đành rồi. Nhưng mà mình hiếm người mà họ chịu hiểu một cái chuyện là chính cái chuyện quý vị uống rượu là quý vị đi địa ngục. Cái thứ hai đó là chúng ta tìm cầu những cái sự vui thú, những cái sự vui vẻ mà chúng ta không cần trí tuệ. Uống xong mình nó lâng lâng, mình lâng lâng đâu cần trí tuệ làm gì. Mình cứ lâng lâng vậy đó, mình khoái cái chuyện đó. Khoái để mà mình thỏa mãn hạnh phúc cho của các giác quan đó. Cho nên đời sau được như ý nguyện, có nghĩa là chúng ta vui, chúng ta không cần trí tuệ. Nó chiều chiều nắng nhẹ lên cao, tôi cười không hiểu vì sao tôi cười. Có những cái người mà họ vào những cái trại tâm thần đó, họ nói những cái người bệnh nhân tâm thần này họ hạnh phúc, tại sao họ cười hoài ha. Đó, họ cầm cái khúc cây đó mà họ cứ vậy đó, họ chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui, họ nghĩ họ đang cưỡi ngựa, họ hạnh phúc, họ cười suốt vậy đó. Thì nếu mà quý vị mong cầu cái sự hạnh phúc đó thì thôi sẽ không cản, tại vì đó là quyết định của quý vị, quyết định của quý vị. Chứ còn nếu mà mình biết ơn á, nó biết ơn thân người khó được, Phật pháp khó nghe, được làm người không có dễ đâu quý vị. Sư nói thiệt, mình được làm người á là nhờ một cái phước thiện nào đó lớn lao trong quá khứ mình mới được làm người. Vậy đó mà mình làm người rồi đó, vì cái ác nghiệp uống rượu hồi xưa thành ra mình làm cái con người không có trí tuệ. Được làm người mà thành ra cái con người nó khùng khùng khờ khờ thì hỏi gì, nó uổng uổng vô cùng uổng. Hồi xưa hồi trước ở chùa nói có một chú uổng lắm quý vị, sư thương 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 tới cái mức mà sau này chú chết sư khóc, mà thương mặc dù biết là không có nên, cứ kêu tới hồi mà tụng kinh mà liệm á, để sư ngồi ngồi ở cái vị trí đắc địa đó, có nghĩa là quay mặt về hướng người Phật tử, tại vì cứ nghĩ là ông sư Hành Tuệ này ổng là ổng kiên trì, ổng cứng cỏi, ổng ghê gớm lắm, cho nên là ai mặc buồn khổ gì chắc chắc ổng là ổng mặc cho không lạnh như tiền đó, hoặc là ổng nghiêm túc mà ai nhè đó mình ngồi đó mình khóc như rơi, thương lắm, thương nước mắt tự nó trào ra. Nghĩ tới cái chuyện mà mình tụng kinh mình cầu siêu cho biết bao nhiêu người, mình tiễn biết bao nhiêu con người mà hôm nay mình cứ tiễn chú, thương thương ghê lắm. Mà phải nói chú rất là tốt, chú rất là có lòng phục vụ chùa, thương mấy sư lắm. 12 giờ khuya, 1-2 giờ sáng mà hễ mà trời nó có mưa, nó nhiễu mưa, xin nói thiệt bây giờ nghe trời mưa thôi kệ cha, mưa gì mưa, chứ còn nếu mà chú mà còn sống, trời bất kể thời gian 1-2 giờ sáng cũng vậy, trời mưa cái là chú chạy ra ngoài sào, chú coi coi y áo của chư tăng có ai phơi ngoài đó không, chú gom vô chú sợ mưa ướt thương đó. Mà chú có một cái đặc điểm như vậy, chú rất là chịu, chú rất là ham tu. Phải nói với kinh đó quý vị, kinh á mấy ông sư á nhiều bài kinh lâu quá không tụng, mấy ông sư quên không có thuộc, quên không không có thuộc, lâu quá rồi không tụng là quên, nhưng chú nhớ hết á, chú nhớ.
chú ngồi chú tụng mà rong rót bài này qua bài khác, phải nói là có khi là chú thuộc kinh còn nhiều hơn mấy ông sư, nó thuộc con rót vậy đó. Muốn tu lắm, muốn tu lắm, lúc nào cũng lấy cái mền đó quý vị, đâu có dám cho chú cái y, chú lấy cái mền chú quấn, chú ngó mấy ông sư á, chú ngó mấy ông sư mà mấy ông đắp y như thế nào là chú lấy cái mền chú quấn y chang vậy đó, chú quấn chú đi. Mê tu lắm, mê tu lắm, nhưng mà uổng cái bệnh, bệnh mình gọi là bệnh đau, trăm người như một, cái mặt mặt bệnh đau trăm người như một, uổng. Có nghĩa là suy nghĩ là có khi chú cũng có căn tu đời trước á, cũng được cái phước lớn lắm mới được làm người á, được phước lớn lắm mới được vô chùa, được phước lớn lắm mới được gần gũi chư tăng để mà có cái lòng tu, mà uổng cái là bị ảnh hưởng bởi cái ác nghiệp hồi xưa, thành ra làm cái người không có trí tuệ. Mà một người không có trí tuệ như vậy, chư tăng không có cho xuất gia được, thương gì thì thương không cho xuất gia được, dù cho có miễn cưỡng làm cho chú một cái lễ đi chăng nữa cũng không có thành tựu. Không thành tựu là không thành tựu, một người mất trí là không thành tựu. Thành ra đó, vì cái chuyện cái giới mà uống các cái chất say này đó, phải nói là nó là cái giới nghiêm trọng nhất trong năm giới. Mình cứ nghĩ là cái giới sắc sanh chắc cái giới đứng đầu, kể đầu tiên là giới nghiêm trọng nhất, nhưng không. Cái giới uống rượu và các chất say là cái giới nghiêm trọng nhất, bởi vì nó cản trực tiếp, nó cản cái con đường mà tiếp xúc với lại chánh pháp và đạo quả, nó cản mình. Ngoài cái chuyện nó dẫn mình đi địa ngục cho đành rồi đó, mình lên một cái kiếp nào đó mình làm người, nó lại là nhân nó cản mình tiếp xúc với chánh pháp với đạo quả. Rồi nó khiến cho mình không lỡ lỡ mình sẽ nói lỡ gặp thánh nhân, lỡ gặp thánh. Phật nói một câu là độ, nhưng mà gặp Phật rồi á, mình uổng cái mình thành cái con người nó khùng khùng khờ khờ, trí tuệ không có, tu không được. Có khi Phật biết là cái con người này tu dữ lắm, tu dữ lắm, tu kinh hồn lắm, nhưng mà ác nổi là cái đời trước á, lỡ ăn kiếp mê uống rượu, thành ra đời này làm người bất trí, mất trí. Thành ra thương gì thương, sanh vào đúng thời của Phật, sanh đúng vào thời chánh pháp mà không tu được, uổng ghê lắm quý vị. Thành ra Đức Phật nói một cái một người đệ tử Phật đó, là phải giữ giới, trong đó là phải giữ cái giới là không uống rượu và các chất say. Hơn nữa đó, những cái chất say này nó còn là nhân, nó đưa đến cái chuyện là chúng ta mất kiểm soát, mất kiểm soát cái lòng sân hận và mất kiểm soát trong các dục. Có rất là nhiều người đó nói là họ uống rượu, họ họ phạm cái tội gọi là cái tội là cố ý gây thương tích, mà nó bị vô một cái gọi là có tổ chức, là do nhiều người. Mà cái đọc cái cáo trạng của họ nó rất là vớ vẩn, là sao uống rượu ngồi ăn nhậu với nhau, ngồi ăn nhậu với nhau rồi tự nhiên có một thằng nó kể là hôm đó có thằng kia đây nó nhìn đẻo tao đó, hoặc là tự nhiên cái ngồi uống rượu đang nhậu với nhau nhớ có hôm đó có thằng nào đó nó đánh tao, hôm đó có thằng nào đó là nó làm này làm chi với tao, thế là bắt đầu là có rượu vô. Mấy đứa mà nhậu chung nó trời ơi anh em với nhau mà không lẽ giờ mình để huynh đệ mình bị làm nhục gì sao được đó, thế là bắt đầu ở lôi nó kéo đi trả thù. Mà nói gọi là chưa đánh thì mặt đỏ như vàng, chứ còn đánh rồi mặt vàng như nghệ. Vừa đánh hùng hổ ghê lắm, họ đánh con người ta nhập viện rồi đó, bắt đầu có cái lệnh truy tố khởi tố của nhà nước đó. Là bắt đầu là ai nó quéo hết trơn. Mà tại sao vậy? Tại cũng một cái buổi nhậu ra, đáng lẽ rồi nếu mình không nhậu nó là thôi mình tìm đủ mọi cách để mình khuyên, hoặc không có tới mức mà nó nghiêm trọng như vậy. Nhưng mà đó, khi mà nhậu vào rồi nó có khi chỉ vì một cái ánh mắt người ta nhìn mình á, mà không hiểu người ta nhìn sao mà mình nghĩ người ta nhìn đẻo, thế là mình bắt đầu mình gây sự đó. Rồi đó là nói là mình không kiểm soát được các lòng sân hận, rồi mình không kiểm soát được các dục là như thế nào.
Bình thường á, có những cái mình không có gan làm đó quý vị, mình không có gan làm đâu. Nhưng mà mình uống rượu vô rồi đó là mình bắt đầu là mình dám làm hết trơn, mình làm những cái chuyện phạm pháp tày đình chỉ bởi vì mình đang có cái hơi men ở trong người. Do sau khi mà mình uống rồi đó, mình không có được cái sự lý trí để mình kiểm soát. Lúc đó phải nói là giáo lý, pháp học, pháp hành bỏ bỏ hết, bỏ hết. Chỉ bởi vì á, mình bị cái rượu á, nó làm cho mình mất kiểm soát. Hơn nữa trong kinh kinh gì ta? Trường bộ cái bài kinh mà Đức Phật dạy cho cái người gia chủ mà bên đó, thì Đức Phật nói cái người á, mà uống rượu đó, ngoài cái chuyện mà họ bị những cái đó thì họ còn bị tổn thất tài sản, mất mát tài sản. Mà đừng có nghĩ cái chuyện mà mình uống rượu là để mà mình giao tiếp rồi mình đem lại tài sản, nhưng không, Đức Phật nói cái chuyện uống rượu nó làm cho chúng ta mất mát tài sản. Cái chuyện chúng ta uống rượu đó nó làm cho những cái cuộc tranh luận, những cái cuộc tranh cãi, những cái cuộc đấu tranh nó tăng trưởng. Cái chuyện chúng ta uống rượu đó nó khiến cho chúng ta làm mồi cho bệnh tật. Tôi thấy có những người nó phải nói là hồi xưa nó nói hồi xưa đó bụng rượu ấy giờ bụng bự thì sang, chứ còn thời nay bụng bự là xơ gan với tiểu đường, uống rượu cho nhiều vô đó rồi bắt đầu mình ai cũng có bụng bia hết trơn. Mà phải nói là một cái vị bác sĩ mà khoa ngoại đó mà chuyên mổ đó, nhìn mấy cái bụng bia ổng mấy ổng ớn lắm quý vị, ớn lắm. Tại sao vậy? Bởi vì cái bụng bự như vậy đó mổ ra nó tùm lum ở trong trơn đó. Nó dính mấy cái nội tạng mình, nó dính rồi mỡ rồi nó dính đủ thứ ở trong hết trơn. Thì nếu như mà một cái chuyện chuyện nhỏ, nếu mà cái phẫu thuật nhỏ đó, với cái người bình thường đó, họ làm cái vẹt là xong rồi. Nhưng mà cái bụng mình nó bự quá đó quý vị, họ không dám mở, thậm chí là họ phải nhờ hội chẩn chụp đủ thứ hết trơn á, rồi tìm những cái vị bác sĩ mà cao tay ấn á, nhiều kinh nghiệm mới dám mà mổ cái bụng của mình. Tại vì ở trong bụng của mình nó bự quá, nó tài le ở trong hết trơn đó. Thành ra đó chính cái chuyện uống rượu đó nó đem lại bệnh tật. Mình khi mà mình bệnh như vậy đó mà mình đi tới bệnh viện á, đôi khi bác sĩ cũng ngại chữa nữa. Rồi cái người mà uống rượu đó thì họ không có danh dự gì đáng nói hết trơn. Và cái người uống rượu đó, cái người đó là cái người không biết xấu hổ. Tại sao vậy? Bởi vì đó bình thường á, nó bình thường á ăn mặc kín đáo lắm, nó họ uống rượu là bắt đầu là lột đồ hết trơn à. Đàn ông lột đồ chứ còn cái chuyện này lâu lắm rồi, chuyện này lâu lắm rồi. À, một cái người người bạn học cấp 2, mình nói cấp 2 cũng gì biết là cái tới bây giờ cái chuyện nó xưa rồi. Thì chắc cũng năm như đâu cỡ năm 2000 98 99 2000 gì đó. À, ngồi thì kể nhau, lúc đó bạn xưa học cấp 2 nói trời ơi bà mẹ, nên mới kể bà mẹ của đứa bạn á, bà mẹ với mấy mấy bà mà trong cái hội gì đó, hội nhóm gì đó, bình thường á, nghiêm túc lắm, nghiêm túc lắm, là một cái người phụ nữ mà mẫu mực, một cái người phụ nữ mẫu mực. Mà tới hồi mà mấy bà mà nhậu vô rồi đó làm cái chuyện mà không ai ngờ tới vào cái thời điểm đó là gì, đi ra ngoài đường á, phụ nữ đi ra ngoài đường á, đi vệ sinh ở ngoài đường, đàn ông mình đi vệ sinh ở ngoài đường á, mà mình phải nói là mình còn quay mặt vô trong, mình còn quay mặt vô trong rồi mình biết ngại ha, mình còn biết ngại. Chứ còn mấy bà lúc đó là mấy bà đi ra ngoài đường, mấy bà giải quyết, mấy bà không biết ngại. Đó mà cái đó là cái chuyện mà hồi xưa thành ra bây giờ hồi xưa mình thấy trời ơi rượu uống vô sao phụ nữ lạ dữ vậy, thì bây giờ mình thấy Phật nói đúng.
Khi mà mình uống rượu vô rồi đó quý vị, nó làm cho mình không có biết xấu hổ nữa. Mình làm những cái chuyện mà mình không bao giờ mình tưởng tượng nổi. Không, mà phải nói là nếu như mà mình không uống rượu á, là mình không bao giờ mình làm cái chuyện đó đâu. Rồi, và cái điều cuối cùng á, là cái gì? Nó khiến cho cái trí tuệ của mình nó bị tổn giảm. Cái này sư nói rồi. Cái chuyện mà nhẹ là mình bị điên khùng bẩm sinh, có nghĩa là mình là người thiếu trí, mất trí bẩm sinh. Nhưng mà nếu như nó nhẹ hơn nữa, nó nhẹ hơn nữa, nó muội lược hơn nữa, nó nhẹ hơn nữa, nó cái nghiệp nó gần hết rồi đó, mình là cái người gì? Cái người chậm trí. Có nghĩa này nghĩa là cái người mà trí tuệ nó rất là chậm lục, trí tuệ nó không có phát triển. Người ta học, xin nói một người á, người ta học một bài á, nó học tiếng là xong. Mình cũng một bài mà một ngày chưa xong đó. Người ta đó, người ta đi học á, người ta chỉ lo là năm nay không có đứng hạng nhất, không có đứng hạng nhì, hoặc không có đứng năm cái hạng đứng đầu lớp. Còn mình đi học á, mà mình lên lớp thì mình mừng muốn chết luôn đó. Thì nó ảnh hưởng trực tiếp cái trí lực của mình. Và ngược lại á, khi mà chúng ta giữ cái giới không uống rượu, đúng không? Khi chúng ta giữ giới không uống rượu, chúng ta lợi ích vô cùng, thứ gì lợi ích vô cùng. Lợi ích đầu tiên là gì? Sanh thiên. Tôi nói quý vị á, bây giờ mình giao tiếp một cái mối làm ăn nào đó, mình ký hợp đồng á, một cái hợp đồng sư cho quý vị đi hợp đồng vài tỷ, hợp đồng vài chục tỷ. Mà mình ký được cái hợp đồng đó mà mình uống rượu với đối tác, uống bữa mình nghĩ chuyện đó nó lời. Nhưng quý vị có biết là nếu như mà quý vị chịu, quý vị từ chối cái chuyện quý vị uống rượu thì vài chục tỷ đó, sư nói thiệt, vài chục tỷ đó không mua được một cái vé sanh thiên. Đúng không? Vài chục tỷ không mua được một cái vé sanh thiên. Một cái vé mà mình đi về cõi trời đó, mình làm ông này ông này bà kia đó, có lâu đài, có đền cát, rồi có trang sức, rồi thơm hương thơm, rồi vật hoa đủ thứ hết trơn. Mà cái kiểu mà thiên đàng của bên Hồi giáo còn mê nữa, đâu có tới 16 cái cô tiên nữ đó. Rồi một cái suối bằng rượu đó, rồi có 16 bà tiên nữ, mê lắm, lên lên cõi trời. Thì sẽ nói vài chục tỷ nó mua đâu được cái vé đó, mua không được cái vé đó. Mà chỉ cần chúng ta nhịn, chúng ta không uống rượu là chúng ta được lên trên đó. Thì hỏi gì cái nào lời hơn, cái nào lời hơn? Quý vị đi uống rượu với đối tác để quý vị nhận được một cái hợp đồng vài chục tỷ lời hơn, hay là quý vị không uống rượu để quý vị lấy được một cái vé sanh thiên nó lời hơn? Mà sư nói vài chục tỷ cho nó sang, chứ còn giờ thiệt, quý vị đi, mình đi uống rượu có khi thì cái hợp đồng nó có vài ba triệu thôi. Hoặc lỡ khi mà uống uống rượu là cũng không hợp đồng hợp điếc gì hết trơn á, chẳng qua là mình ngồi uống với sếp để tới tháng tăng lương thì nó cân nhắc lên cho mình vài trăm ngàn tiền lương, nó chút ép vậy thôi đó. Mà mình vì cái chuyện nhỏ xíu đó mà mình uống rượu uổng lắm cái gì, trong khi đó mình chỉ cần mình từ chối thôi là mình lợi hơn nhiều lắm, lợi hơn rất là nhiều. Rồi cái tốt tiếp theo á, cái lợi ích tiếp theo của cái người mà giữ giới không uống rượu là cái gì? Là muốn gì? Có được cái trí tuệ. Chỉ cần muốn gì chịu khó gì nhịn cái chuyện gì uống rượu, cái gì đời sau gì là người có trí tuệ. Nói có một cái anh mà ảnh thủ khoa đó, ảnh thủ khoa mà ảnh được 10 điểm tuyệt đối đó. Anh nói một câu mà phải nói là làm kinh điển. Anh nói 9 điểm với 10 điểm nó khác nhau xa lắm. Khác nhau xa lắm. Khác nhau xa chỗ nào? Anh 9 điểm tại vì khả năng anh chỉ có 9 điểm thôi. Nhưng mà tôi 10 điểm là tại vì cái bài này tối đa nó chỉ được có 10 điểm thôi. Như thế không? Nó khác nhau xa lắm.
Nhưng mà có nghĩa là nếu như mà cái bài nó không hạn chế cái số điểm, có khi là tôi được nhiều hơn cái con số 10 nữa, nhưng mà cái con số tối đa của 10 điểm chỉ có nhiêu đó thôi. Nó giống như trí tuệ của Đức Thế Tôn, trí tuệ của Đức Thế Tôn. Có một lần nghe nói là với cái nền tảng giáo lý này thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài hoàn toàn có thể chuyển bánh xe Pháp Luân thay Đức Thế Tôn. Thì đương nhiên là khi mà Đức Phật nói như vậy là Ngài đề cao cái chuyện mà Ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất trí tuệ. Nhưng mà nó còn nói lên được một cái vấn đề nữa là cái gì? Là cái chuyện mà chuyển bánh xe Pháp Luân á, cái chuyện mà Đức Phật thuyết pháp độ sanh á, cái chuyện mà Đức Phật làm đủ mọi thứ cho mình này, cho tam giới này đó, để mà Ngài cứu độ tam giới, Ngài xài không bằng một góc chút xíu của cái trí tuệ của Ngài nữa. Tôi lấy ví dụ như một cái ông giáo sư tiến sĩ á, mà ổng đi phải, ổng phải ngồi ổng dạy một cái đứa con nít mà nó làm phép cộng phép trừ, 1 cộng 1 bằng 2, 1 cộng 2 bằng 3, 1 cộng 3 bằng 4, 1 cộng 4 bằng 5. Thì mình không thể nào mà mình khen, trời ông giáo sư giỏi quá, giỏi quá. Ông dạy được con tôi là nó biết được 1 cộng 1 bằng 2, 1 cộng 2 bằng 3, 1 cộng 3 bằng 4, 1 cộng 4 bằng 5, khen giỏi quá. Và nói là nếu mà mình khen vậy á, là không khác nào mình sỉ nhục ông giáo sư, là cái khả năng của ổng chỉ có nhiêu đó thôi. Nhưng thực tế cái khả năng của ông giáo sư nó cao siêu hơn vậy rất là nhiều, nhưng mà khi mà ổng giải được nít ổng chỉ cần cái nhiêu đó thôi. Cũng vậy đó, trí tuệ của Đức Thế Tôn rất là nhiều, mà khi mà Ngài cần xài, mà cần xài cho chúng sanh ở tam giới này, Ngài cần xài có chút xíu đó thôi, Ngài cần xài có chút xíu đó thôi. Thành ra đó, cái năng lực của trí tuệ của Đức Thế Tôn, mà cái năng lực trí tuệ không thể nghĩ bàn. Đó là lý do vì sao á, trong cái phần đầu tiên của Trường Bộ, cái bài kinh kinh đầu tiên của Trường Bộ, kinh Phạm Võng, Đức Phật nói cái người mà khen Ngài giữ giới đó, thì nó bèo lắm, nó bèo lắm, nó không lạ gì hết trơn. Giống như khen một cái ông mà hoàng tử là mặc cái áo đẹp thôi đó, nó không làm cái gì hết trơn. Trong khi đó, trí tuệ của Ngài đó, nó vượt xa những cái đó rất là nhiều, nó vượt xa những cái đó rất là nhiều, thưa quý vị. Thành ra đó, một trong những cái lợi ích mà khi mà quý vị giữ cái giới không uống rượu đó, đó là gì? Đó là chúng ta có trí tuệ. Chúng ta có trí tuệ thưa quý vị. Mà nhờ chúng ta có trí tuệ thì nó là một cái nền tảng rất là tốt để cho gì? Để cho chúng ta có thể tiếp xúc được với chánh pháp, tiếp xúc được với thánh đạo thánh quả. Ha. Rồi. Bây giờ chúng ta qua tới cái phần tiếp theo. Là cái gì? Cú sa lê su thầm mê su áp pha ma đô, có nghĩa là không sao lãng trong các thiện pháp. Cú sa lê su thầm mê su áp pha ma đô, thì thường mình nghĩ cái này không sao lãng, mình cứ nghĩ thường, nhưng không có thường, quý vị, không có thường chút xíu nào hết trơn. Cú lê xuống thầm mê xuống ấp ba mà đồ. Nó giống như á, nó giống như cũng một món ăn, thì sẽ nói là ai không biết nấu ăn, ai cũng biết nấu ăn hết trơn á, tệ nhất là mình cũng biết nấu mì gói chứ hả.
Tệ nhất là mình cũng biết mở mì gói ra mình chế nước sôi vô thì nó cũng no bụng thôi, cũng no bụng. Nhưng mà một người mà đầu bếp mà có tài á, mà đầu bếp giỏi á, nó khác với cái đứa mà nó chỉ biết có nấu mì gói á. Tại sao? Tại vì trong đầu của họ nó có rất là nhiều những cái món ăn. Khi họ nhìn bất kỳ một cái gì đi nữa, họ cũng nghĩ, có thể họ nghĩ họ chế biến ra được một cái món ăn. Đó. Và khi họ chế biến như vậy đó, họ biết canh lửa như thế nào là vừa, đồ ăn thức uống nêm nếm như thế nào là vừa, cho tất cả mọi thứ cái này nó phối hợp với cái kia, nó sẽ ra một cái mùi vị như thế nào mà họ nghĩ là nó sẽ ăn ngon. Chứ đâu có phải là mình cho hổ lốn, mình không biết gì hết, mình cứ nghĩ là mình cho cái này cái kia vô có khi nó chật lấp. Từng có một chuyện nó chất quớt vậy nữa quý vị. Cái món cái rau càng cua, cái cách chế biến của nó tốt nhất á, là làm gỏi, có là bóp bóp sống, bóp sống thì cái nở lòng nào á, cái hồi mà sống sống tập thể á, nở lòng nào á, khi nó chưa có xuất gia thôi, ở ngoài đời á, sống tập thể mình hỏi biết biết nấu không, nó biết đó. Mình đem 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 cái bịch rau càng cua về, nó hồi ăn nó đem lên mình chưng thỉnh. Quý vị nghĩ làm sao mà rau càng cua đi luộc chấm nước tương nó chất quớt, trời ơi mình nhìn mà mình tiếc hùi hụi luôn á. Ví dụ mà mày không biết, mi không biết á, không biết nấu thì cứ nói thẳng là không biết nấu, làm cho còn mi chơi cái kiểu này là rốt cuộc là cả cái dĩa rau càng cua luộc cái đó là không ai ăn luôn, ai đâu mà ông chơi mà rau càng cua đi luộc đó. Thành ra quý vị thấy không, ngay cả cái rau đó cũng không phải là cái rau nào mình cũng luộc, có những cái món rau mình không có luộc cũng vậy đó. Những cái cách chế biến mà một cái người mà đầu bếp đó, họ nghĩ ra rất là nhiều những cái cách rất là hay, những cái cách rất là khéo. Mà một người đó, mà không khéo, họ chỉ biết là thì giỏi lắm nấu cơm không khác, rồi thì nấu mì gói thì nó nở vừa đủ ăn, tới đó là hết rồi. Thì cũng vậy, một cái người á, mà họ biết thiện xảo trong những cái việc thiện á, nó khác xa với một cái người cũng biết làm chuyện thiện, cũng biết làm từ thiện mà không có thiện xảo. Cái thiện xảo ở đây á, có nghĩa là appamado, có nghĩa là không có sao lãng. Mà không sao lãng ở đây đó, nó có rất là nhiều những cái chi phần liên quan tới cái chuyện không sao lãng. Đó là gì? Thứ nhất á, là asakkacchakiriyata. Asakkacchakiriyata có nghĩa là cái sự dễ vui đó, có nghĩa là mình thực hành những cái pháp nó không có cái sự nghiêm trang, có nghĩa là mình không có sự tôn trọng. Tại sao như vậy? Có những lúc á, chúng ta ví dụ như chúng ta cho một cái người ăn xin, cho họ 5 đồng 10 đồng, thì có khi mình nghĩ thì mình cho ăn xin 5 đồng 10 đồng thì mắc mớ gì mà mình phải nghiêm túc làm cái chuyện gì mà nó nghiêm trang không cần thiết. Hoặc là ví dụ như là mình thắp nhang, mình chiều 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 mình thắp nhang ở trong nhà, thắp nhang trong nhà mình cứ nghĩ là thôi mình thắp nhang trong nhà mặc quần đùi được rồi. Hoặc là có nhiều người là ở trần luôn, nếu mà nam có khi ở trần luôn sẵn thắp thắp cái nhang đó, thì mình nghĩ là thôi ở trong nhà thắp cái nhang mắc mớ gì mình phải làm chuyện gì nó nghiêm túc nó ghê gớm. Hoặc là có khi mình tới chùa mình gặp ông sư mà mình gặp kiểu như quen á, thì có khi mình ăn mặc cũng tùy ý lắm, có khi là mình mặc quần đùi ở trần mình cũng vô chùa cũng có. Hoặc là có khi á, mình mặc những cái đồ mà phải nói bây giờ cái đồ mà không dám nhìn, rất là biết ơn
Phải nói khi nói tới đây sư rất là biết ơn là những con người mà mặc cái đồ mà nó hở trước hở sau, những cái người mà mặc đồ mà nó còn hở hơn mặc đồ ngủ, không có vô chùa Nam Tông, rất là biết ơn. Chứ còn hoặc là có khi là có vô mà mình không có mặt ở đó, nó là rất là biết ơn là quý vị không có lượng lờ trước mặt sư, rất là biết ơn. Nhìn quý vị không, không có nhìn, không có nhìn mà biết là sự tồn tại của quý vị, biết sự tồn tại của quý vị với một cái tấm lòng biết ơn là quý vị không có lượng lờ trước mắt sư. Tại vì mình nghĩ cái chuyện mà mình tới chùa mình không có là cái gì, mình không có đặt nặng cái vấn đề, mình cứ nghiêm trang. Sư sẵn đây sư nói, hồi xưa đã thời Ấn Độ á, thời Ấn Độ có những cái con người mà họ theo những cái tôn giáo như là cái phái mà lõa thể, mình gọi là Nigantha đó, cái phái lõa thể, phái lõa thể ở ngoài ở Ấn Độ nhiều lắm chứ không riêng gì có mỗi cái phái Nigantha, nhiều lắm. Thì cái phái Nigantha này đó, mình gọi là Ni Kiền Tử đó, họ rất là cực đoan. Cái giáo lý của họ đó là không có làm phiền những chúng sanh khác. Nhiều người á, sư phải nói là nhiều người có cái tà kiến, họ nghĩ là bây giờ nếu như mà tôi không có ăn thịt thì người ta sẽ không có giết mổ mình, cho nên là nếu mà tôi ăn thịt thì có nghĩa là tôi đang khuyến khích người khác giết mổ. Mà phải nói cái suy nghĩ đó không bằng gốc suy nghĩ của ông Nigantha. Ông Nigantha ông suy nghĩ còn cao cấp hơn, ông suy nghĩ sao? Nếu như mà tôi không ăn, tôi không ăn gạo á, thì những cái cây mà họ là người trồng, tôi không ăn gạo thì người nông dân họ sẽ không phải trồng. Và nếu như người nông dân họ không phải trồng thì họ sẽ không phải cuốc đất. Nếu như họ không phải cuốc đất thì những con này con kia nó sẽ không phải chết. Nếu như tôi không ăn những cái trái cây mà do người ta trồng thì có nghĩa là người ta sẽ không phải canh tác để có những cái trái cây đó. Còn khi người ta không phải canh tác để có những trái cây đó, người ta sẽ không phải xúc chạm những con này con kia và những con đó nó không phải chết. Cho nên cái chuyện mà tôi không ăn gạo á thì nó là một cái hạnh cao thượng. Một số người họ chỉ ăn trái cây trong rừng không thôi đó, có nghĩa là trong rừng có trái gì họ ăn trái đó, và họ nghĩ cái đó là họ giữ giới cao thượng. Tại sao? Họ không có làm phiền tới người khác, họ không có khiến cho người khác phải trồng trọt chăn nuôi vì họ, họ nghĩ như vậy đó. Rồi thậm chí là họ không mặc quần áo, họ lõa thể. Tại vì sao? Bởi vì họ nghĩ đó, cái chuyện mà tôi ăn mặc như vậy nè, ăn mặc như vậy nè là người ta phải dệt vải đó, rồi người ta phải nhuộm nhuộm vải. Mà cái chuyện mà dệt vải, cái chuyện nhuộm vải đó nó ảnh hưởng tới cái sự tồn tại, cái sự sống của rất nhiều những chúng sanh khác, cho nên á thôi tôi không mặc gì hết. Thành ra mấy người mà sư nói, mấy người mà họ lý luận á, lý luận cái kiểu như Nigantha đó, là do tôi ăn thịt đó, cho nên người ta mới giết hại, cho nên là cái chuyện tôi không ăn tôi không có cổ suý chuyện giết hại. Thì chẳng thà thôi quý vị sống thì Nigantha, quý vị sống lõa thể quý vị chịu nổi không? Mấy ông Nigantha đó, Ni Kiền Tử đó, mấy ông lý luận rốt ráo như vậy đó, có nghĩa là do tôi ăn cho nên là người ta mới làm cái đồ ăn. Nếu như tôi ăn thịt thì người ta sẽ giết mổ thịt đó, cho nên là tôi không ăn thì có nghĩa là người ta sẽ không phải giết mổ cho tôi. Do tôi ăn gạo, tôi ăn gạo cho nên là người ta phải trồng trọt, mà chính cái chuyện trồng trọt giết hại con này con kia, cho nên là tôi không ăn thì người ta sẽ không phải trồng trọt, không phải giết hại con này con kia. Đó là tôi sống quá cao thượng rồi còn gì nữa. Rồi tôi không có mặc quần áo là do nếu như mà tôi mặc quần áo đó là người ta phải dệt vải, người ta phải nhuộm, cho nên là nó sẽ ảnh hưởng tới cái sự sống của con này con kia, cho nên là tôi không mặc quần áo. Là tôi là người quá cao thượng. Nhưng mà Đức Phật nói cái người đó, cái người tà kiến, kêu quý vị tà kiến là quý vị phải nói là quý vị từ mặt sư luôn, là quý vị là coi như là block sư luôn, quý vị không bao giờ quý vị nhìn mặt ông sư Hạnh Tuệ nữa nếu mà dám nói quý vị tà kiến đó. Chứ còn Đức Phật nói những cái người Nigantha đó là những cái người tà kiến, mà những con người đó đó
chỉ những con người Niganatha đó họ không mặc quần áo thì họ mới đi vô chùa thôi. Sư đánh vòng vậy đó để sư nói chuyện gì, mình đi vô chùa mà mình không mặc quần áo á, là chỉ có cái họ hàng của Niganatha thì mình mới làm cái trò đó. Tại vì sao họ không, họ đâu có quần áo mà họ mặc, hoặc là do mình nghèo quá. Tôi biết là có một số thời xưa Ấn Độ xưa có khi họ chỉ có một cái khúc vải thôi, một khúc vải nhỏ thôi để họ che che ở dưới, vừa đủ che ở dưới. Chứ còn phải nói ở trên cũng không có đèn che nữa. Phụ nữ, nhưng mà ngay cả phụ nữ nhưng mà nghèo quá đó, nghèo quá đó, có khi là vợ chồng xài có miếng vải chút xíu đó thôi, thành ra cũng không có đủ che ở trên nữa, thì được có một miếng đó, thì mới mới đành đoạn mà đi vô chùa mà gặp Phật, gặp chư Thánh Tăng, gặp chư đệ tử của Đức Thế Tôn, bằng một cái chuyện là mình ăn mặc nó không có được kín đáo. Chứ còn thời nay mình đâu có tới cái mức độ mình thiếu thốn đâu. Thành ra đó, khi mà mình nghe cái chuyện mình vào chùa, mình thắp nhang, mình lễ Phật đó, mà mình không có được một cái ý thức cần phải có sự nghiêm trang, nghiêm túc đó, thì nó cũng là một cái hại. Nó khiến cho cái gọi là cái phước của mình nó giảm tổn nhiều lắm quý vị. Có nhiều vị đó, quý nó đi vô chùa mà che tăng, phải nói là mặc có khi là mặc váy, mà váy đối nó thẳng, cái váy mà nó cao tới đầu gối đó là đã coi như là hở hang rồi. Đi vô chùa đó, đi quý vị đi chơi sớm tính, mà đi vô chùa đó mà cái váy mà nó tới đầu gối đã tính là hở hang rồi. Mà mình mặc cái áo á, mà nó hở, sẽ nói là hở cái cánh tay của mình á, hở cái áo tới đây nè là còn được. Chứ còn mà mình hở cái nách á thì đã được coi là nó hở hang rồi, nó không có kín đáo. Quý vị biết là có một lần, có những lần mà sư đi đi qua miếng á, nó có một cái chuyện là sư ưa hết sức, sư ưa. Tại vì cái xứ Miến nó chưa có bị ô nhiễm bởi những cái truyền thông nhiều như là mình. Quý vị biết là cái Nivea, sư không biết là ở đây có. À, có thì sẽ cho quý vị coi cái cách quảng cáo của họ nó không có giống như mình. Có nghĩa là đó, họ quảng cáo, họ họ quảng cáo có chai lăn khử mùi đó, nói họ quảng cáo có chai lăn khử mùi đó, mà cái cô người mẫu đó là cổ phải mặc áo kín tai, cổ mặc áo kín tai mà cổ quảng cáo chai lăn khử mùi đó, chứ không có như mình đâu đó. Thì quý vị thấy họ người Miến họ còn cái ý thức được là cái chỗ đó là cái chỗ kín, cho nên là không có khoe. Còn mình thì thôi, là cái đó thì thôi khỏi nói rồi đó. Thì thôi cái chuyện đó nó hơi ngoài lề. Có nghĩa là khi mà chúng ta làm các cái thiện pháp đó, thì chúng ta phải có được cái sự nghiêm trang, nghiêm túc khi mà chúng ta làm. Đó là một cái sự thiện xảo khi mà chúng ta làm các thiện pháp. Mà Pali, tại vì ở đây cái đoạn đó. Rồi tiếp theo đó là cái gì? Cái này quý vị phải ghi, quý vị nên nên ghi. Nên ghi, nó cái dòng đầu tiên là cái Asakkaccha Kiriyata, có nghĩa là cái sự dễ vui, cái sự dễ vui trong các thiện pháp đó là gì? Là cái trạng thái thực hành là không có cái sự nghiêm trang, không có sự tôn trọng. Đó. Cái tiếp theo đó là cái gì? Asa tắc chakiriyata, có nghĩa là mình làm những cái thiện pháp mà mình làm nó không có được liên tục, mình làm không có liên tục. Nghĩa là sao? Vui làm buồn nghỉ.
Có khi mình nghĩ cái chuyện mình làm những cái thiện pháp đó là cái chuyện của mình đó, mình làm những cái thiện pháp là chuyện của mình, chứ mắc mớ gì mà mình phải gọi là cái chuyện mà mình có làm hay không làm chuyện của mình đó, chứ mắc mớ gì mà nhắc tôi là tôi phải làm hoặc là tôi không có được làm đó. Nhưng mà thưa quý vị đó, cái chuyện chúng ta làm được cái thiện pháp nó liên tục, nó lợi trăm bề, nó lợi trăm bề, nó không có một cái hại nào hết trơn. Mà xin nói là quý vị nên tập cái chuyện là chúng ta thực hiện những cái thiện pháp mà nó liên tục đó. Là như thế nào? Quý vị chờ xíu, tí xíu. Thì chúng ta thường chúng ta sống ở đời đó, lúc nào mình cũng muốn cho tôi được may mắn, hoặc là muốn cho tôi được thuận lợi. Mình sống ở đời mình lúc nào mình cũng muốn thuận lợi hết trơn, tốt nhất là thuận lợi mà không có trắc trở gì hết á. Coi như là tôi đi làm hoặc là tôi sống ở đời là cứ đường mà nó tiến lên thôi, hoặc là tôi may mắn hoài. Nhưng mà quý vị biết là cái chuyện mà quý vị thuận lợi á, nó là do những cái thiện nghiệp của mình. Cái mà chúng ta gọi là may mắn á, thực tế là những cái quả lành mà chúng ta đã làm hồi xưa. Ai không muốn may mắn thường đó, ai không muốn mà mình làm việc mà mình không có những cái cản trở, mình sống lúc nào cũng thuận lợi. Nhưng mà muốn được như vậy đó, muốn được những cái thuận lợi một cách thường xuyên, thì chúng ta phải làm những cái việc thiện một cách thường xuyên. Chứ còn quý vị thấy là có những người á, họ sống một cái đời mà nghèo khổ, lâu lâu ví dụ như cả đời họ họ trúng số được một lần, trúng được lần là tịch luôn, hết luôn. Rồi họ trúng một lần đó rồi họ xài đâu chừng thời gian, họ xài chừng vài tháng, vài năm là coi như hết. Có nghĩa là sao? Cái phước của họ đó nó chỉ hỗ trợ họ chỉ có chừng đó thôi. Tại vì cái phước của họ họ làm ít quá đi, họ làm không có thường. Lâu lâu thì hiếm khi mình mới được một lần, lâu lâu hiếm khi mình mới được làm phước được một lần đó. Thành ra đó, khi mà chúng ta làm phước, chúng ta làm các việc thiện một cách thường xuyên á, thì chúng ta được cái lợi. Lợi đó là gì? Đó là chúng ta khi mà đời qua đời sau kiếp khác đó, chúng ta cái sự thuận lợi của chúng ta đó được thuận lợi thường xuyên. Tại sao mà quý vị đi làm á, quý vị xuyên, quý vị làm ngày tuần, có khi quý vị làm đủ 7 ngày luôn, mà cái chuyện mà quý vị làm phước á, quý vị không làm được cái chuyện liên tục đó. Tại vì ai cũng muốn là tới tháng thì được lãnh tiền lương, không muốn bị trừ ngày lương nào hết. Mà mình không nghĩ tới cái chuyện là chúng ta làm thiện á, chúng ta làm phước á, chúng ta làm liên tục á, thì đời sau kiếp khác cái đời sống của chúng ta đó nó cũng được những cái sự thuận may thường xuyên như vậy, được liên tục như vậy, nó không có được cái sự gián đoạn. Chờ tí tí. Đây. Tiếp theo nữa là cái gì? Là Anatthikari, Anatthita, có nghĩa là cái sự trạng thái thực hành nó không có ổn định, trạng thái thực hành nó không có ổn định. Không ổn định có nghĩa là sao? Là mình làm phước á, coi như là mình không có được cái sự nghiêm túc, không có được cái sự kiên trì tới cùng. Giả sử như mình sẽ nói như vậy nè, khi mà chúng ta nghĩ đến cái chuyện chúng ta làm thiện, nên làm liền, tại vì mình rất dễ đổi ý. Mà cái ý này ở đây nó có nghĩa là chúng ta
không có nên đổi ý khi chúng ta làm thiện. Có lần á, sư đi Đà Lạt thì sư đi đến một cái nơi mà họ bán những cái cây kiểng đó, thì sư thấy một cái cây kiểng nó đẹp quá đi, thì sư mua. Thì cái cô Phật tử mà cổ đi chung á, đương nhiên đi có đi một đoàn chứ không có đi riêng với cổ đâu, đi chung một đoàn có mấy ông sư nữa, mấy ông sư với một đám Phật tử nữa, chứ phải đi riêng với mình. Cổ nói với mất công, không nói mất công, có gì nghĩ ông sư Hạnh Tuệ ông đi Đà Lạt riêng với bà nào đó chết. Thì cổ mới nói là sư mua ở đây chi nó mắc, mua ở đây chi mắc, hồi nữa xuống dưới chợ nó có chỗ nó bán nó rẻ, thì cũng cây vậy đó, mà xuống chợ nó có chỗ nó bán rẻ. Thì sư cười cười xuống nói vậy, mà có gì biết á, là nếu như mà mình không có mua vào cái thời điểm đó, tại sao khi mà mình hoan hỷ, mình hoan hỷ là mình nghĩ là mình mua cái chậu cây này mình về mình cúng Phật, mà nếu như mà mình không có mua liền á, mình rất dễ đổi ý. Từ chỗ đó mình đi một đoạn là tự nhiên mình đổi ý rồi, có khi mình không mua nữa, mình không mua nữa, hoặc là mình sẽ có những lý do này lý do khác để mà mình ngưng mình không mua nữa. Thành ra đó, thôi mặc dù là biết là đi qua chỗ khác á, thì nó có khi là nó sẽ đẹp hơn, nó rẻ hơn, vân vân và vân vân, nhưng mà cái tâm của mình nó vô thường lắm, mà mình biết là mình không có được cái sự kiên định đó, cho nên là thôi thà làm liền bây giờ chứ không có chờ, chờ là mình sẽ đổi ý. Với cái nữa đó, cái chuyện mà mình làm thiện á, mình rất dễ bị những cái nhân tố tác động. Xin lấy ví dụ đi, mình đi, mình định bụng là hôm nay mình tới chùa, hoặc là hôm nay mình học đạo, ví dụ như mình nói hôm nay 7:30 là tới giờ học đó, mà tới hồi 7:30 cái tới hồi 7 giờ cái mình thấy người này người kia nó rủ, hoặc là ví dụ như là mình nghĩ là thôi có chuyện này chuyện kia mình chưa có kịp làm, hoặc là thậm chí có nhiều người còn tệ hơn nữa, gì nói hôm nay có một cái buổi đi chơi, có một cái buổi hẹn, thì thôi bài học nào không được, thì thôi hôm nay nghỉ một bữa đâu có sao, hôm nay bận nghỉ một bữa đâu có sao đó. Thế là mình nghĩ, hoặc á là cái sự không ổn định nó còn như thế này nữa là quý vị, có nghĩa là ai rủ sao, rủ thì làm đó, rủ thì làm, rồi khi mà người ta tác động thôi nghỉ. Có những người á, họ đang bừng bừng hứng thú gì đó, họ làm phước, họ làm thiện, mà thử một ai nói một câu họ đó, họ ngưng dẹp luôn, khỏi làm nữa. Có nghĩa là họ không có được cái sự kiên trì, thì cái phải nói là nó rất là uổng, cái gì rất là uổng. Như Bồ Tát, một trong 10 cái hạnh ba la mật của Bồ Tát thì Atthitha Navarami, có nghĩa là quyết định ba la mật. Một khi Ngài đã quyết định một cái chuyện gì đó là cho dù có chết đi nữa thì Ngài vẫn làm. Chứ không như mình quyết định chuyện gì đó là mình rất dễ mình đổi ý. Quyết định rất dễ đổi ý. Cho nên cái trạng thái mà mình không có ổn định thì phải nói là nó không có nên. Đó, nó không có ổn định đây còn có nghĩa là mình coi như là gió chiều nào mình theo chiều đó. Có nghĩa là thì ai rủ làm thiện thì mình cũng làm thiện, mà ai rủ làm ác thì mình cũng làm ác. Quý vị biết là nó có một cái hàng ngạ quỷ, để sư quên mất cái tên rồi. Cái loài ngạ quỷ đó nó ngộ vậy nè. Nó có khi á, là nó ba tháng á, là nó sướng như là chư thiên, mà ba tháng tiếp theo là nó khổ như địa ngục đó. Rồi có loài hàng ngạ quỷ đó là nó một tháng nó sướng như chư thiên, và tháng tiếp theo nó khổ như địa ngục.
Rồi cứ vậy đó, rồi tháng tiếp theo nó lại sướng như chư thiên, tháng tiếp theo nó lại khổ như địa ngục. Rồi có cái loài ngạ quỷ đó, một tuần nó sướng như chư thiên, một tuần nó khổ như địa ngục. Đó, rồi có con á là nó xa, buổi sáng á nó sướng như chư thiên, còn buổi tối nó khổ như địa ngục. Tại sao mà nó ngộ vậy? Có nghĩa là chẳng thà là tôi một là tôi sướng luôn ha, tôi khổ luôn, chứ tại sao mà nó cứ ba hồi sướng ba hồi khổ, nó cực cực thân vậy? Tại vì cái hạng này đó là cái hạng á mà ai rủ làm phước thì cũng làm, mà ai rủ làm thiện làm ác cũng làm, có nghĩa là giống như thiên lôi đó, sai đâu đánh đó. Người ta rủ gì cũng làm hết trơn, mình không có chủ kiến, mình không có chủ kiến. Cứ thấy người ta rủ phóng sanh thì thì cũng đi phóng sanh đó, rồi người ta rủ đi ăn trộm cắp thì cũng ăn trộm cắp, rồi người ta rủ đi phục vụ làm từ thiện thì cũng phục vụ làm từ thiện, rồi người ta rủ đi đánh nhau thì cũng đi đánh nhau. Thì cái thứ mà nó làm mà thiện ác mà nó gió chiều nào theo chiều đó, nó không có ổn định như vậy đó, thì đời sau mà nó xuống ngạ quỷ nó cũng xuống cái hàng đó. Rồi cái tiếp theo nữa là Olinawutika, có nghĩa là có cái thói quen mà biến nhát, mình là mình không có chủ động đó, có nghĩa là mình không có chủ động. Quý vị biết nếu như mà quý vị có học A Tỳ Đàm á thì cái tâm gọi là cái tâm vô trợ thì nó sẽ tốt hơn cái tâm hữu trợ. Có nghĩa là mình làm cái chuyện gì đó, ngay cả mình làm cái chuyện thiện á mà mình không có cần ai tác động hết trơn á, mình tự mình phát, mình tự mình làm á, cái phước nó nhiều hơn là cái chuyện mà mình làm thiện mà mình phải chờ người ta thúc đẩy, hoặc là chờ cái nhân tố gì đó nó tác động mình mới chịu làm. Nó khác nhau ở chỗ nào? Nó khác á, sẽ lấy ví dụ như trong một cái tập thể giàu có khi là cũng giàu như nhau, có khi là cũng giỏi như nhau, nhưng mà trong cái tập thể đó cần có người lãnh đạo. Bất kỳ một tập thể nào cũng vậy, cần phải có người dẫn đầu, dù là nhỏ như là bầu lớp trưởng trong trường, bầu lớp trưởng lớp phó, cho tới một cái làng một cái xóm thì bầu chủ tịch đó, rồi cho tới một cái đất nước là bầu tới tổng thống chẳng hạn gì, thì người ta đều cần một cái người đứng đầu hết trơn á. Thì cái người mà họ làm thiện á, hoặc cái người họ làm thiện mà với cái tâm mà chủ động á, thì họ mới có cơ hội họ đứng đầu một cái hội chúng. Chứ còn nếu mà mình làm thiện mà mình làm một cái sự bị động, có nghĩa là ai rủ mới làm, hoặc là có cái gì đó nó tác động mình mới làm, chứ mình không có chủ động làm, thì đương nhiên làm thiện cũng thì nó có phước, làm có phước, không làm không phước, thì có làm mà có phước, nhưng mà cái phước của mình nó không giúp cho mình đứng đầu. Quý vị biết là có nhiều người đó họ giàu, họ rất là giàu, nhưng mà họ không có leo lên được những cái vị trí ở trong xã hội, họ không lên làm vua được. Có nhiều người họ giàu hơn vua chứ mà họ không làm vua, họ không làm được ông vua. Không phải là họ không muốn làm, mà là họ làm không được, họ không làm được ông vua, họ không có được một cái khả năng để làm được một ông vua đó, mặc dù cái tài sản của ổng là hơn ông vua đó. Đó, cho nên khi chúng ta làm những cái việc thiện nào đó thì chúng ta nên có sự chủ động, nên có sự chủ động, chứ mình đừng có lười. Chúng ta đừng có lười, lười ở đây nó không có phải là mình lười không làm, mà lười ở đây có là mình không có chủ động, chờ ai nhắc ai đốc ai thúc thì mình mới làm. Chứ ví dụ như á, ví dụ vui thôi nha, chứ còn mà nói đụng chạm nó có gì mất công, có gì nghỉ, có gì không học nữa. Ví dụ như là tới 7:30 học á, là phải có người nhắc, nhắc mới chịu học, chứ còn không nhắc thôi nghỉ đó, thì nó cũng không nên, cũng nên cái gì. Khi mà mình chủ động á, thì đời sau khi khác mình mới có cơ hội mình dẫn đầu, ai cũng muốn đứng đầu hết trơn, không ai muốn làm lính, ai cũng làm chủ hết trơn. Nhưng mà cái chuyện mình làm lính hay làm chủ á, nó còn tùy thuộc vào cái chuyện là mình làm thiện, mình chủ động, hay là mình
phải chờ người ta tác động, mới là mình thụ động, mình lười, mình chờ người ta tác động mình mới chịu làm. Rồi cái tiếp theo đó là Nikita Chandata, có nghĩa là cái trạng thái buông bỏ mong muốn. Trạng thái buông bỏ mong muốn thì cái chanh đá đó, chanh đá là nó nghĩa là cái sự mong muốn. Thì mình đừng có nghĩ là tôi làm thiện mà tôi còn mong muốn cái này mong muốn cái kia là nó thấp kém lắm, thành ra là tôi làm tôi không có mong muốn cái gì hết trơn. Chừng có gì coi chừng có gì nghĩ tầm bậy. Nhiều người họ nghĩ là họ nói chuyện là họ cao siêu lắm, họ cao siêu lắm, có nghĩa là tôi làm thiện mà tôi không có mong muốn cái gì hết trơn, tôi không có mong cầu gì hết trơn, nó không đúng. Tại sao xin nói nó không đúng? Giống như nước nước mà nó chảy tràn lan thì nó tác dụng nó không có nhiều, nhưng mà khi nước mà nó tập trung lại một tia đó thì nó có thể cắt đứt được vật này vật kia, thậm chí cái máy thủy lực á, máy máy cắt bằng thủy lực, cắt bằng nước á, nó có thể cắt được cả sắt thép, chứ không phải chuyện nhỏ đâu, nó không phải chuyện nhỏ. Cho nên mình làm cái gì đó là mình phải có cái sự mong muốn. Cái mong muốn này đó, và nó là mong muốn mà tệ nhất. Sự nó mong muốn tệ nhất á, là mong muốn để cho tôi được hưởng quả báo đời sau. Ví dụ như là tôi bố thí, tôi cho tiền thì đời sau tôi được giàu. Tôi bố thí đồ ăn thì đời sau tôi được ấm no. Tôi bố thí y phục thì đời sau tôi được mặc đẹp. Rồi tôi bố thí những cái này cái kia, đời sau tôi được trẻ, được khỏe, được này, được nọ, được vân vân và vân vân. Thì cái đó thì phải nói là nó hơi thấp, nó thấp thiệt, thấp thiệt. Nhưng mà Đức Phật nói như vậy. Nhưng mà dù sao đi nữa đó, cái người như vậy nó cũng là một cái nhân duyên, cũng là một cái nhân duyên để mà họ chiều tới, họ nghe Pháp, họ chịu hành thiện, ít nhất là có làm thiện là mừng rồi. Nhưng mà cái người mà nó cao cấp hơn á, thì có khi là họ nghĩ là họ không có nghĩ đến cái chuyện là quả báo là tôi sẽ được cái này được cái kia, được tài sản, được sắc đẹp, được danh vọng, được địa vị, họ không nghĩ đó. Nhưng mà họ nghĩ như vậy, tôi làm phước rồi thì để đời sau tôi được sanh thiên, tôi làm phước để đời sau tôi được sanh về cái cõi này cõi nọ. Tôi nói thẳng, cái người mà họ làm phước với cái suy nghĩ là tôi để tôi còn sanh về cái cõi này cõi kia thì nó còn thấp, nó vẫn còn thấp, nó vẫn còn thấp. Nhưng mà nó vẫn là điều tốt. Tại vì sao? Có là tốt rồi, có là tốt rồi. Còn nó còn hơn cái người á, cái người mà họ không có mong muốn gì hết trơn. Sư nói rõ ha, cái mong muốn này nó không, hai cái mong muốn mà sư nói nó còn liên quan tới dục. Có nghĩa là tôi mong muốn là để tôi hưởng thụ vật chất, hoặc tôi mong muốn tôi sanh về cõi này cõi kia, nó cái chanh đá đó còn liên quan tới dục. Nhưng mà nếu như cái chanh đá đó mà tôi mong muốn á, là tôi làm những cái điều thiện này nè, là để nó làm một cái nhân lành để tôi có thể chứng đắc đạo quả đời sau kiếp khác. Nhiều người á, sẽ nói, nhiều người họ cười, nói trời ơi trời, sư nói quá chứ, giờ không lẽ giờ cho con nít, thấy con nít dễ thương cho nó cục kẹo luôn nghĩ, trời ơi, do cái phước cho nó cục kẹo làm cái duyên lành nó chứng đắc đạo quả đời sau kiếp khác. Phước nó nhỏ quá. Nhưng mà xin thưa quý vị, không có một cái việc thiện nào là nhỏ. Bất kỳ một việc thiện nào mà quý vị làm á, thì nó đều góp phần vun bồi ba la mật cho quý vị hết á, nếu mà quý vị chịu hướng đến cái sự giải thoát. Có người họ nghe sư nói là khi mà mình làm thiện, dù là chuyện thiện nhỏ, mình cũng hướng đến cái sự giải thoát, họ cười nói trời ơi, phải chi với con làm cái chuyện gì nó lớn lao. Ví dụ như là con xây chùa, ví dụ như con làm cầu, làm đường, hoặc ví dụ như là con hy sinh tính mạng, hoặc là làm này làm kia kinh khủng ghê lắm. Thì con hướng tới, con vun bồi ba la mật, thì con mới hướng tới đạo quả giải thoát, mới tính.
chứ còn phải nói con ra đường con cho nít một cục kẹo, hoặc là con ra đường con ăn còn dư á, con cho con chó cục xương, mà cái đó là cũng đồ phun bọt ba la mật. Không có nên coi thường bất kỳ một chuyện thiện nào, không có chuyện thiện nào là nhỏ hết. Quý vị làm bất kỳ một cái việc thiện nào, quý vị đều hướng cái đó hết, vung cho nó đi lên một cái kho gọi là một cái kho phước báo, hướng đến cái sự giải thoát. Thì cái muốn của vị đó là cái muốn nó vượt ra khỏi cái ái dục, vượt ra khỏi cái mong muốn tầm thường. Chứ đừng có nói là cứ mong muốn là mình cứ nghĩ mong muốn thấp kém, không. Mong muốn là mình mong muốn nó vun bồi ba la mật cho mình để mà mình đưa đến cái sự giải thoát, không hề thấp kém xíu nào hết. Nó hơn một người á, nói cho cao siêu. Nói tôi làm phước không mong muốn, không mong cầu gì hết, tôi không mong muốn gì hết. Thì nó cũng giống như nước nó chảy tràn lan, nó không có tác dụng, nó không có làm được một cái chuyện gì hết. Nên, thành ra đó, làm phước là mình phải có cái sự mong muốn. Còn nếu không đó, là cái này như đây nói là Nikitak Chandata, có nghĩa là mình buông bỏ cái sự mong muốn. Chính cái chuyện mà mình nói mình làm phước, mình không mong muốn gì hết trơn, bản thân nó là cái chuyện là gọi là sao lãng trong các thiện pháp, bị chê chứ không có khen đâu, không có khen cái gì. Mình làm phước mình không mong cầu, không mong muốn gì hết là bị chê. Rồi thì cái thời pháp thì nó tạm ngừng ở đây, tạm ngừng ở đây. Bây giờ quý vị sư dành cho quý vị 15 phút để quý vị nếu như mà có cái câu hỏi gì thì quý vị có thể hỏi, quý vị có thể hỏi. Quý vị hỏi thì quý vị cứ 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 gửi ha. Nếu mà quý vị ngại á, thì quý vị cứ gửi lên. Rồi. Có một vị hỏi đó. Chờ xíu. Xuống dòng. Rồi. Có một vị hỏi, thưa sư, trường hợp những người đồng tính khi nói cho gia đình biết, cha mẹ thường sẽ đau khổ, trách mắng con cái rồi bắt con lập gia đình theo ý họ. Nếu như con cái không nghe theo, sống theo giới tính của mình, làm cha mẹ đau buồn, có phải là bất hiếu hay không? Con cảm ơn sư. Thì cái chuyện này nó hơi tế nhị tí xíu. Nó như thế này, trong cái bài kinh thì của Thiên Cung, chuyện Thiên Cung mà ngài Chánh Thân ngài dịch đó, có một lần ngài Mục Kiền Liên á, ngài đến ngài thấy một à, không phải ngài Mục Kiền Liên, sư nhầm, cũng không phải chuyện Thiên Cung, nó nằm ở trong Tương Ưng, tôi nhầm, nó nằm trong Tương Ưng. Một lần ngài Anuruddha đó, ngài thấy mấy cô tiên nữ á, xuất hiện. Mấy cô nói là bạch ngài đó, con những người có phước làm sao? Bây giờ á, con có đầy đủ y phục đẹp, đồ nói chung là đồ của con rất là đẹp. Con có đền đài lầu cát và con là những cái bà tiên nữ, những cái cô tiên nữ mà có rất là nhiều những cái oai lực. Oai lực là sao?
Con muốn y phục màu trắng thì nó sẽ biến thành màu trắng cho con. Con muốn nó biến thành màu vàng thì nó sẽ biến thành màu vàng cho con. Con muốn nó biến thành màu đỏ thì nó sẽ biến thành màu đỏ cho con. Đó. Rồi khi bất kỳ một cái âm thanh nào mà con phát ra đó, dù chỉ là một cái tiếng vỗ tay, thì nó đều sẽ trở thành một cái âm thanh vi diệu, một cái âm thanh đẹp, một cái âm thanh hay tuyệt vời, như là một cái dàn nhạc vũ công gồm những cái tay điêu luyện. Đó. Thì khi đó đó ngài Anuruddha ngài mới nghĩ vậy thì hãy biến thành màu vàng. Thì mấy cô tiên nữ cổ đọc được tâm của ngài Anuruddha, với cổ thấy ngài nghĩ đến màu vàng thì mấy cổ mới biến y phục mấy cổ thành màu vàng. Rồi ngài Anuruddha ngài nghĩ là màu tới màu trắng thì mấy cô tiên nữ mấy cổ mới biến y phục mấy cổ thành màu trắng. Rồi ngài Anuruddha ngài nghĩ tới cái màu đỏ thì mấy cô mới biến y phục mấy cổ thành màu đỏ. Rồi sau đó có nghĩa là ngài nghĩ tới cái màu gì thì các cô tiên nữ mới cổ biến thành màu đó. Rồi cô sau đó cô thì cô vỗ tay, cô thì cổ ca, cô hát, cô đờn, những cái âm thanh rất là vi diệu. Nhưng mà ngài Sa Lợi Phất á, ngài ý là, xin lỗi, ngài Anuttha đó, ngài an trú trong chánh niệm, ngài không có cái tâm mà ngài thưởng thức gì mấy cổ đờn ca hát múa, ngài không có thưởng thức. Thì mấy cô mới thấy chết quớt rồi, nói mà ngài không có nghe hoặc ngài không có thưởng thức thì thôi, thì mấy cô nghĩ không có hứng thú nữa, mấy cô biến mất. Thì ngài Sa Lợi Phất, ngài Anuruddha đó, ngài về ngài mới nói kể lại cho Đức Phật nghe, ngày hôm nay con gặp cái chuyện vậy đó. Thì Đức Phật mới thì mới hỏi là con không biết đó, là mấy cô này mà đời trước mấy cổ làm được cái nghiệp gì để mà mấy cổ được cái chuyện đó, được cái phước vậy. Thì Đức Phật mới nói mấy cô này đó, ở kiếp xưa đó mấy cổ làm vợ đó, mấy cổ hoàn thành được cái nhiệm vụ của chồng, còn nhiệm vụ đó với chồng, nhiệm vụ đó với con, nhiệm vụ đó với cha mẹ chồng đó, mấy cổ sống tròn đủ bổn phận. Và những cái thậm chí tới cái mức độ như vậy nè, những cái chuyện gì á, mà chồng không có thích á, thì dù cho có chết mấy cổ cũng không làm nữa. Có nghĩa là mấy cổ nhìn mặt chồng mà sống á, coi như là mấy cổ sống sao cho vừa lòng chồng á. Nếu mà chồng không thích thì mấy cổ không có làm, chuyện gì chồng ưa chồng thích thì mấy cổ mới làm. Mà đương nhiên cái chuyện này nó không dính dáng chuyện phạm giới nha. Đó. Thì có nghĩa thì mấy cổ sống trong một cái chuyện là mấy cổ sống làm sao cho vừa lòng chồng và vừa lòng gia đình chồng. Nhờ như vậy đó mấy cổ sanh thiên. Thì cái chuyện đó nó không dính dáng, nó không có nói đả động gì cái chuyện mà mình có làm cho cha mẹ mình buồn hay là không làm cho cha mẹ mình buồn. Nhưng mà quý vị thử nghĩ đó, ngay cả cái chuyện mà một cái người vợ mà cổ sống vì cái tâm trạng là để không cho chồng, không để cho chồng buồn, mà còn được cái phước như vậy, huống chi là nếu như mình sống với một cái lý tưởng, một cái tâm trạng là mình sống không để cho cha mẹ buồn. Thì cái chuyện nếu mà quý vị sống mà làm tròn bổn phận đối với cha mẹ đó, mà quý vị sống để cho cha mẹ không có buồn á, bản thân nó là một công đức, bản thân nó là công đức. Còn cái chuyện mà quý vị làm cho cha mẹ buồn có bất hiếu hay không á, thì sư xin thưa là sư không có, cho tới bây giờ sư chưa có tìm thấy cái chuyện đó ở trong kinh, cho nên là sư không có nói được. Mà nếu như mà theo cá nhân của sư á, nếu như theo cá nhân của sư nói là cá nhân của sư chứ không có dựa trên, không có kinh điển đó mà dựa vào. Thì tốt nhất thì cái sự thật nó như thế nào thì quý vị cứ thưa lại với cha mẹ như thế đó. Nếu mà cha mẹ mà thương á, thương thương mình á, sẽ nói thiệt, nếu mà cha mẹ thương mình, quý vị thuyết phục được cha mẹ thì quý vị sẽ sống đúng theo được cái giới tính của quý vị. Còn quý vị không thuyết phục được cha mẹ thì quý vị phải lựa chọn thôi. Một là sống theo mình, hai là sống theo cha mẹ. Mà như sư nói theo kinh, còn cái này là theo kinh nè.
Quý vị sống mà sống vì cha mẹ, sống để cho cha mẹ vui, sống để cho cha mẹ không có buồn, không có thất vọng gì mình. Bản thân đó là công đức. Bản thân là công đức. Thì cái này là kinh có nói. Ha, kinh có nói. Rồi. Cho nên cái chuyện này thì rốt cuộc thì vẫn là quý vị phải tự quyết định thôi. Ha. Tiếp theo đó là có người hỏi là thưa sư, tại vì cái này không có hiển thị lên cho nên là sư copy lại để cho quý vị thấy ha, sư copy lại cho quý vị thấy. Cô Bích Hằng, cô từ chờ tí xíu ha, sư trả lời xong rồi thì sư rồi thì cô phát biểu. Thì cái vị này mới hỏi là thưa sư, con đặt câu hỏi là từ ngày học đạo con thấy mình nhạy cảm hơn với điều bất thiện trong cuộc sống hàng ngày, chứ tâm không nhu hòa, không nhẫn được. Mong sư chỉ con cách vượt qua để không bị vướng vào tâm sân. Thì thưa quý vị đó, như sư nói ngay từ đầu, cái chuyện mà chúng ta giữ giới, thậm chí ngay cả cái chuyện chúng ta giữ giới, chúng ta sống thiện là cái chuyện của mình. Còn cái chuyện mà người khác họ có giữ giới hay không, cái chuyện khác họ có sống bất thiện hay không là chuyện của người ta. Một người mà muốn an lạc á, thì tránh cái chuyện mà nhìn lỗi người. Mình biết họ sai là mình chỉ biết vậy thôi. Nhưng mà họ luôn an trú trong cái tâm xả. Xin lấy ví dụ Bồ Tát. Người ta làm sai mà ngài ngài nhắm á, ngài nhắm thứ nhất á, là ngài không có trách nhiệm, ngài không có bổn phận và ngài không có cái quyền lực để mà ngài giải quyết cái vấn đề đó. Nếu mà ngài có quyền lực thì nó khác, mà ngài không có trách nhiệm, không có quyền lực để ngài giải quyết vấn đề đó. Mà ngài biết là cái chuyện ngài nói ra nó cũng không đem lại tác dụng gì hết trơn, cho nên là ngài kham nhẫn. Ngài kham nhẫn và ngài hành xả, có nghĩa là ngài nghĩ đó, thôi thì cái con người này, cái chúng sanh này nó sống theo nghiệp của nó. Nó sống theo cái kiểu bất thiện đó đó. Rồi sẽ có một ngày nó sẽ chịu cái quả báo xứng đáng. Và cái chuyện mà nó xâm phạm mình á thì cứ kệ nó đi, cứ kệ nó đi. Nó nghĩ, nếu như mà nó nghĩ là người ta cũng như mình á, nó có nghĩa là nó cũng làm cái chuyện mà nó làm với mình mà nó đem ra nó áp dụng với người ta đó, có khi người ta bắt nó, người ta đánh nó, người ta giết nó, thì khi đó mình được giải thoát. Còn mình không có gì, cái lý do gì để mà mình phải sân hận với nó, để mà mình phải phạm giới. Tại vì bản thân cái chuyện sân hận là chuyện không nên. Chính vì Bồ Tát nghĩ như vậy cho nên á, ngài giữ giới cũng vậy đó. Khi mà quý vị nhạy cảm, quý vị nhạy cảm với các pháp bất thiện á, thì nó là điều tốt. Nhưng mà nên hiểu như vậy, quý vị nên hành xả, hiểu là mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Họ sống bất thiện á, thì họ sẽ có nghiệp của họ. Và cho tới khi mà cơ duyên nó đủ, nó chín mùi á, thì họ sẽ trả giá. Chứ phải nói đó, là có những người đó họ tà kiến một cây, sư nói họ tà kiến, họ đưa lên những cái phát biểu mà trời ở đất hỡi, nhưng mà sư không trả lời họ. Tại sao vậy? Bởi vì họ phát cái tin tức đó lên trang cá nhân của họ đó, và họ không có mời thỉnh, họ không có yêu cầu mình nói, thì mình không có lý do gì mà mình chui vô mà mình nói họ chân đó. Mặc dù á là họ họ sai đó, họ sai đó, nhưng mà mình không có trách nhiệm, không ai mời thỉnh, không ai thưa thỉnh mình để mà mình làm chuyện đó chứ. Mình chỉ giải quyết cái chuyện đó khi nào, khi mà mình là người có trách nhiệm giải quyết cái vấn đề đó. Ví dụ như mình là người, mình là quan tòa để mà mình xử lý cái vụ án đó. Hoặc là quý vị đưa cái chuyện đó, nếu mà quý vị không phải là quan tòa đó, không phải là cái người chính quyền đó, thì quý vị chỉ được quyền đưa ra, đưa vấn đề đó ra, đưa những cái chuyện sai quấy vấn đề đó ra để chi, để giải quyết vấn đề.
Ví dụ như đưa ra pháp luật để pháp luật giải quyết, pháp luật trừng trị. Đưa ra một cái hội chúng, ví dụ như đưa cái chuyện đó ra cho gia đình, đưa chuyện đó ra cho xóm làng, đưa chuyện đó ra cho một cái tập thể để tập thể đó quyết định xử lý cái vấn đề đó. Chứ không có phải là mình cứ ngồi đó mà mình nhìn nhìn những cái chuyện bất thiện, ngay nội cái chuyện mình nhìn nó với cái sự mà bực bội, cái chuyện sự khó chịu thì bản thân nó đã cái chuyện không nên. Quý vị biết á, là có những lúc á, mà cứ nhìn cái chuyện mình gọi là chướng tai gai mắt á. Tuy nhiên khi mình nhìn như vậy đó, cái lòng mình nó khó chịu. Nhưng mà khi đó, phải nói, mình xử lý cái sự khó chịu trong tâm của mình trước, nó quan trọng hơn. Xong rồi đó, mình nhìn lại cái vấn đề đó, tự hỏi lòng mình có thể nói với con người đó bằng tâm từ để cho họ sửa đổi hay không. Nếu như mà không được á, nếu không được á thì thôi nghỉ không nói nữa. Rồi, thành ra nếu mà quý vị mà muốn được có cái sự kham nhẫn trong cuộc sống, nó có hai cách. Cách thứ nhất á, là quý vị nghĩ là cái chuyện giữ giới nó quan trọng hơn. Bản thân cái chuyện nóng giận của mình nó quan trọng hơn, thành ra mình lo mình giải quyết cái nóng giận của mình trước cái đã. Cái thứ hai đó là quý vị hành xả, có nghĩa là thôi mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Mình có nghiệp của mình, nó có nghiệp của nó, cái chuyện nó làm sai tự nhiên nghiệp của nó sẽ giải quyết nó thôi. Chứ còn mình không có trách nhiệm, không có bổn phận, mình không mắc mớ gì mình chen vô chi cho nó mệt. Đó, thì đó là cái lời khuyên của sư. Rồi cô hồi nãy sư thấy cô Bích Hằng cô mở micro, cô có muốn hỏi gì thì cô hỏi. Ha. Rồi nếu mà cô không hỏi là sư xem qua bên cái phần chuyển qua những câu hỏi khác ha. Rồi có vị hỏi đó, chánh niệm nó khác thiền tứ niệm xứ. Xin thưa với quý vị đó, cái chánh niệm, nếu mà cái chánh niệm trong bát chánh đạo á, thì nó là tứ niệm xứ. Chánh niệm trong bát chánh đạo nó là tứ niệm xứ, nó để phân biệt với chánh định. Thì chánh niệm trong bát chánh đạo nó là tứ niệm xứ. Còn cái chánh niệm, cái sự chánh niệm á, chánh niệm mà nói thường á, có nghĩa là chánh niệm mà mình không có đá động gì tới cái chánh niệm trong bát chánh đạo á ha, là mình nói như thế này. Bản thân cái niệm á, niệm là sự ghi nhớ, niệm là sự ghi nhận. Cho nên đối với một người mà hành các cái đề mục thiền chỉ thì cái sự chánh niệm của họ đó là khi mà họ liên tục họ tập trung vào các đề mục thiền chỉ của họ thì đó vẫn là chánh niệm. Đó là cái sự chánh niệm trong thiền chỉ. Tiếp theo là chánh niệm trong thiền quán, đó là gì? Tứ niệm xứ. Là khi đó vì đó chánh niệm tỉnh giác, quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, thì đó là chánh niệm. Chứ còn mà sư nói, sư lấy ví dụ cái chuyện mà quý vị nghe nhạc á, sư chấp quý vị mở nhạc thiền luôn á, nghe nhạc nghe nghe mà mình chú tâm mình lắng mình nghe cái âm nhạc đó, nó không phải chánh niệm, nó là tâm tham thọ xả, nó không phải chánh niệm. Tại vì sao? Mình nghe mà mình để cái tâm của mình chạy theo cái âm nhạc đó mà, nó không phải chánh niệm. Chánh niệm là gì? Khi mà quý vị quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Mà khi mà quý vị chánh niệm bằng tứ niệm xứ, không có chuyện quý vị nghe nhạc. Cái chuyện mà quý vị nghe nhạc nó là cái chuyện thụ động, có nghĩa là lỡ ai đó nhà hàng xóm mở nhạc thì mình bắt buộc mình phải nghe, thì mình mới buộc lòng trong cái thế kẹt là mình nghe. Nhưng mà mình nghe trong sự chánh niệm là mình nghe như thế nào? Biết thế, như cái bài nhạc đó, bài nhạc mình thích thì biết là đang thọ lạc nha,
đang thọ lạc bằng lỗ tai nè, cái thọ lạc bằng lỗ tai đang thọ lạc nha, đang thọ lạc. Còn nếu như mà cái nhà kế bên họ mở cái dàn karaoke mà họ hát trên trời dưới đất á, mình nghe mình nhức đầu quá, mình nghĩ à đang thọ ưu nha, đang thọ ưu, đang thọ khổ, đang thọ khổ, đang thọ khổ, thì khi đó là quý vị đang chánh niệm. Chứ còn quý vị chạy theo cái bài nhạc đó là không thể nào gọi là chánh niệm được đó. Cho nên chánh niệm là khi mà, một là chánh niệm trong thiền chỉ, đó là gì? Khi chánh niệm trong hơi thở vào, chánh niệm trong hơi thở ra, đó là chánh niệm. Chánh niệm khi niệm Phật, chánh niệm khi niệm pháp, chánh niệm khi niệm tăng, chánh niệm khi niệm giới, chánh niệm khi niệm thí, chánh niệm khi niệm thiên, nó là chánh niệm. Chánh niệm khi chúng ta không thất niệm trong các cái đề mục thiền chỉ và thiền quán, đó là chánh niệm. Đó. Rồi chánh niệm trong thiền quán là khi mà chúng ta sống quán thân trên thân, sống quán thọ trên thọ, sống quán tâm trên tâm, sống quán pháp trên pháp, đó là chánh niệm. Đó. Cho nên là cái chánh niệm đó là phân biệt rõ như vậy. Cô Bích Hằng cô hỏi là hay nghe nhiều đến từ tứ niệm xứ, không hiểu ý nghĩa của nó là gì, mong sư giải thích. Thì tứ niệm xứ là như vậy đó cô. Tứ niệm xứ, tứ có nghĩa là bốn, niệm có nghĩa là cái sự thiết lập niệm, thiết lập sự ghi nhớ, thiết lập sự ghi nhận. Xứ có nghĩa là cái nơi chốn, có nghĩa là bốn cái nơi để mà chúng ta thiết lập cái sự ghi nhận. Quán thân trên thân có nghĩa là ghi nhận thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Còn mà nếu bây giờ mà cô bác sư hiểu, giải thích cho cô hiểu ý nghĩa của tứ niệm xứ á, thì nó mất thời gian lắm, nó không có phải trong cái lúc này, có thể là một vào một cái thời điểm khác, một cái thời điểm khác. Bạch sư thì sư chỉ giải thích thôi thì vì tại vì ở trên YouTube thì cũng có vị hỏi, thì thôi sư nói một cách ngắn gọn. Tứ niệm xứ, cái mục đích của tứ niệm xứ, mục đích của tứ niệm xứ đó là nhìn thấy được sự thật, nhìn thấy được bản chất của các pháp, nhìn thấy bản chất của các pháp nó vốn dĩ nó vận hành như vậy đó, nó không gì nằm ra khỏi cái tính chất đó. Chính vì vì đó nhìn thấy được bản chất của các pháp, vì đó thấy được cái lý duyên khởi của các pháp, cái này có cái kia có, cái này không cái kia không, cái này sanh cái kia sanh, cái này diệt cái kia diệt, do vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh sanh duyên ưu bi lão tử đó. Vì đó thấy rõ được 12 nhân duyên. Và chính vì vì đó thấy rõ như vậy đó, vì đó sanh ra nhàm chán. Và chính vì vì đó nhàm chán thành ra vì đó xả ly. Mà chính vì vì đó xả ly cho nên vì đó giải thoát đó. Cho nên cái mục đích cuối cùng của cái việc hành tứ niệm xứ đó là gì? Đó là thấy ra được sự thật. Trước giờ mình sống bằng cái sự ảo tưởng không à, sống bằng cái sự ảo tưởng, đây là nhà tôi, đây là xe tôi, đây là vợ tôi, đây là chồng tôi, đây là con tôi, đây là tình yêu, đây là tình thương, đây là cái sự thù hận, vân vân và vân vân. Mình sống hoàn toàn trong sự ảo tưởng, thực hành tứ niệm xứ để mình bỏ ra được cái lớp vỏ ảo tưởng đó, mình thấy được sự thật. Chính vì mình thấy được sự thật cho nên mình mới đi đến cái sự giải thoát đó. Đó là mục đích của cái việc hành tứ niệm xứ. Còn cái phương pháp thực hành tứ niệm xứ thì cái phương pháp đó là bốn cái nơi mà Đức Phật đề nghị, đó là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Thế nào là quán thân trên thân? Đây là phương pháp, đây là phương pháp, phương pháp để dẫn tới cái mục đích. Nó cũng giống như quý vị ăn cơm, mục đích là để quý vị no bụng à. Thì cũng vậy, cái việc quý vị thực hành tứ niệm xứ, mục đích là để quý vị đưa đến sự giải thoát. Quán thân trên thân là như thế nào? Đi ghi nhận biết là đang đi, đứng ghi nhận biết là đang đứng, ngồi ghi nhận biết là đang ngồi, nằm ghi nhận biết là đang nằm, thích vào ghi nhận biết là thích vào,
Thở ra, ghi nhận biết là thở ra. Hít vào dài, ghi nhận hít vào dài. Thở ra dài, ghi nhận thở ra dài. Hít vào ngắn, ghi nhận hít vào ngắn. Thở ra ngắn, ghi nhận thở ra ngắn. Đó. Toàn bộ những oai nghi lớn nhỏ, cử động lớn nhỏ của tay ghi nhận, nhận biết, nhận biết. Thì đó là quán thân trên thân. Ngay như cái chuyện ăn uống cũng ghi nhận toàn bộ từng cái cử động lớn nhỏ. Nhưng mà sư nói nè, đừng có làm mà mình hiểu lầm á quý vị, học làm con robot. Xin lấy ví dụ nghe, vị thiền sư vị chỉ nói là ăn, chánh niệm trong khi ăn, đưa tay lên biết, hả miệng ra biết, ngậm miệng lại biết, nhai biết, nuốt biết, biết ghi nhận biết. Mà không có ai đi làm cái chuyện này hết trơn, đây không có cái muỗng nè, đưa lên, đưa lên, đưa, 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 đưa lên, đưa lên, đưa lên, đưa lên, đưa lên, hả nè, 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 ờ ngậm nè, 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 rồi nhai nè, 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 nuốt, 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 nuốt. Không ai làm dễ trơn á. Vì thiền sư vị đó chỉ kêu là quý vị chánh niệm, có nghĩa là làm cái gì biết cái đó. Đưa tay lên biết, mở miệng ra biết, ngậm miệng lại biết, nhai biết, ghi nhận rõ ràng cái sự niệm, nó không có thất niệm, nhai biết, nuốt biết. Đi mình hiểu lầm mà mình làm mình chơi mình y như cái kiểu mà kỳ khôi, sao nó là không có ai mà làm như mình hết trơn á, không có ai làm như mình hết trơn á. Đó, thành ra đó là mình hành quán thân trên thân, mình làm y như người ta sống sao mình cũng sống y chang như vậy, người ta đi mình cũng đi, người ta đứng mình cũng đứng, người ta ngồi mình cũng ngồi, người ta nằm mình cũng nằm. Chứ không có chuyện người ta đi bình thường đi con khỉ, không có. Người ta sống sao mình sống y chang vậy, chỉ có điều mình sống mình có sự ghi nhận, người ta sống người ta không có sự ghi nhận. Chứ ví dụ người ta đi mà người ta cái đầu người ta nghĩ về chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện công ty, chuyện gia đình, mình đi mình chỉ biết đơn giản là mình đang đi. Nhấc chân lên biết, nhấc chân lên, dở đạp chân xuống biết, đạp chân xuống. Không có hành như con robot nào, không phải. Ha. Đó. Đó là quán thân trên thân. Thế nào là quán thọ trên thọ? Có nghĩa là vì đó ghi nhận các cái cảm thọ. Có nghĩa là cảm giác á, ghi nhận các cái cảm giác dễ chịu, những cái cảm giác dễ chịu là mát mẻ thoải mái mà vị đó cảm thấy thích thú, ghi nhận à thọ lạc nha, thọ lạc. Thọ có thể đến từ cặp mắt, có thể đến từ cái lỗ tai, có thể đến từ cái lưỡi, có thể đến từ cái sự xúc chạm của cơ thể đó, có thể đến từ một cái ý nào đó nó xuất hiện ở trong đầu. Có nghĩa là sáu căn của mình đó, nó tiếp xúc với sáu cảnh. Mà nếu như các cái cảnh đó nó đưa đến cái cảm giác là thoải mái, dễ chịu, vui vẻ, hạnh phúc, thì biết ghi nhận à thọ lạc, thọ lạc. Còn nếu như các cái cảnh đó đó mà nó khiến cho mình ghi nhận cái cảm giác khó chịu, cảm giác đau đớn, cảm giác buồn phiền, cảm giác chán nản, có nghĩa là những cái cảm giác mà nó tiêu cực á, thì mình chỉ đơn giản mình ghi nhận thọ khổ, thọ khổ, thọ khổ, thọ khổ. Thì khi mà quý vị hành, khi mà quý vị hành, quý vị mới ngẫm ra được một cái chuyện là quý vị làm sao để cho thọ nó không duyên cho ái. Đó. Mình cứ nghĩ là thọ thì nó duyên cho ái, làm sao để mà mình tầm cho thọ nó không duyên cho ái. Là khi quý vị thực hành thì quý vị cứ thực hành, quý vị sẽ thấy tự nhiên là thọ nó không duyên cho ái. Thọ không duyên cho ái. Tại thọ nó tới đó là mình biết rồi. Thọ tới đó là mình biết rồi. Thọ lạc biết à thọ lạc. Thọ khổ biết à thọ khổ. Cứ như vậy thôi. Rồi thế nào là quán tâm trên tâm? Có nghĩa là khi mà tâm có tham, ghi nhận à tâm có tham. Tâm không có tham, ghi nhận à tâm không có tham. Tâm có sân, ghi nhận à tâm có sân. Tâm không có sân, ghi nhận à tâm không có sân. Tâm có si, ghi nhận tâm có si. Tâm không có si, ghi nhận tâm không có si. Tâm có sự tập trung, ghi nhận là tâm có sự tập trung.
mà tâm tán loạn, ghi nhận là tâm tán loạn. Ví dụ như bây giờ mình ngồi mình nghe một cái tâm của mình nó cứ chạy lung tung lung tung lung tung, mình không có tập trung được, thì cứ đơn giản chỉ ghi nhận là tâm đang tán loạn đó, thì đó là quán tâm trên tâm. Nghĩa là cái tâm mình như thế nào là mình biết như thế đó. Cái chuyện tâm mình tham hay là sân là mình biết rõ quá rồi, còn cái gì nữa ha? Có tham biết có tham, không có tham biết không có tham, có sân biết có sân, không có sân biết không có sân. Có nghĩa là nó như thế nào mình biết y chang như thế đó. Chứ còn nhiều vị thì vị đó đề nghị thôi chỉ quán tâm bất thiện thôi. Vì nó nói thì cũng không có sai, có nghĩa là tâm tham biết là tâm tham, tâm sân biết là tâm sân, nhưng mà nó có những lúc tâm không có tham thì cũng phải biết là tâm không có tham chứ. Chứ không lẽ bây giờ tâm mình đang không có tham mà mình đòi lòi cho ra được cái tâm tham để mà mình quán hay sao? Thấy không? Tâm không có tham biết là tâm không có tham. Tâm không có sân biết tâm không có sân. Đó, và tâm có tham biết tâm có tham, tâm có sân biết tâm có sân, thì cái đó là quán tâm trên tâm. Sư đang nói về phương pháp nha, chứ còn muốn gì tự nhiên quý vị hỏi phương pháp để làm cái gì thì đương nhiên là sư đã nói ngay từ đầu rồi. Phương pháp thực hành tứ niệm xứ là để quý vị nhìn thấy được sự thật. Cứ thực hành đi, tự nhiên quý vị thấy được sự thật thôi. Còn không thực hành mình nói sao thấy, cũng giống như mình nói cái chuyện tôi đói là cái chuyện đói, đói là chuyện của bụng, đói là chuyện của bụng, còn nhai là chuyện của miệng, thì cái miệng không dính dáng tới bụng hết. Nếu quý vị lý luận cái đó sư chịu thua. Tại vì quý vị lý luận cái miệng không dính dáng tới cái bụng, thì cho nên là cái chuyện tôi nhai tôi nuốt là nó không dính dáng đến cái chuyện mà cái bụng tôi nó no. Nếu quý vị thấy cái chuyện đó nó vô lý thì quý vị mới thấy cái chuyện quý vị hành tứ niệm xứ nó hợp lý. Có nghĩa là cái chuyện mà quý vị quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, quý vị chưa thấy gì hết nó dính dáng đến cái chuyện giải thoát, nhưng mà nó sẽ dẫn đến giải thoát. Mặc dù ban đầu là mình mới thực hành mình thấy nó không dính dáng với nhau hết trơn, thì nên hiểu nó không dính dáng, cũng giống như mình lý luận cái miệng nó không dính dáng tới cái bụng, thực tế nó dính dáng với nhau mình không biết thôi. Rồi thế nào là quán pháp trên pháp? Có nghĩa là cái chơi cái trò này là mình cao cấp hơn. Cao cấp hơn là sao? Hồi nãy là mình biết tâm có tham ha, mình biết tâm có tham, mà bây giờ mình chơi cái này. Đây là tham truyền cái. Đây là tham truyền cái. Đây là sân truyền cái. Đây là hoài nghi truyền cái, đây là hôn trầm truyền cái, đây là trạo cử truyền cái, đây là tinh tấn giác chi, đây là trạch pháp giác chi, đây là hỷ giác chi đó. Rồi đây là khổ đế nè, đây là tập đế nè, rồi đây là chánh niệm nè đó. Đây đó. Thì cái người mà quán pháp trên các pháp đó, là vì đó dựa trên cái kiến thức nền tảng giáo lý để mà các vị đó quán. Còn người bình thường chỉ cần quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm là được rồi. Đó, đó là sư giới thiệu sơ về tứ niệm xứ. Giới thiệu về thứ nhất là cái mục tiêu của tứ niệm xứ, nó là đưa đến cái sự giải thoát, đưa đến quý vị thấy được sự thật. Chính vì thấy được sự thật quý vị nhàm chán, chính vì quý vị nhàm chán quý vị ly tham, chính vì quý vị ly tham quý vị được giải thoát. Cái thứ hai là phương pháp thực hành tứ niệm xứ. Phương pháp đó là gì? Đó là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Nếu nghe không rõ thì sau khi kết thúc buổi học quý vị mở quý vị nghe lại là được ha. Rồi bây giờ thì nó cũng quá rồi ha, quá. Còn một cái câu hỏi nhỏ thôi, sư trả lời luôn, làm ơn đừng có hỏi nữa em, tại hết giờ rồi. Thưa sư, cho con hỏi là có nên tự tập hít ra thở vào hay không? Thì sư phải nói với quý vị đó, cái chuyện hành thiền nên có thầy quý vị à. Còn quý vị tự quý vị tập á, sư không chắc quý vị tập đúng hay tập sai. Ngài Panyananda, một cái vị thiền sư dòng thiền Phá Ốc, tới từng tới chùa Nguyên Thủy để mà dạy thiền á, ngài có kể một câu chuyện như thế này. Khi mà ngài đến Trung Quốc, ngài dạy những cái người nông dân ở đó đó, họ học rất là nhanh, tại vì họ không biết hơi thiền hơi thở là gì hết trơn. Họ chỉ biết niệm Phật Di Đà thôi, họ không biết niệm niệm hơi thở là gì hết trơn. Nhưng mà khi mà họ theo cái khóa thiền của ngài đó, họ tiến bộ rất là tốt. Kết thúc khóa thiền 10 ngày, ai cũng hầu hết những người đó họ thấy được cái Nimitta.
họ nói trời ơi, y như là phép màu, nó họ thấy y như có thần thông mà tự nhiên là họ thấy được, mà họ thấy thiền, thấy hào quang á, thiền thấy hào quang, họ thấy trời ơi, y như phép màu nó thấy đó. Thì gọi là mình gọi là thấy nimitta, thấy cái tướng á. 10 ngày hầu hết những người ở trong đó họ làm được cái chuyện đó, thậm chí tới ngày thứ 9 tới 10 á thì còn vẫn còn có người xin vào để học. Nhưng mà ngài nói là ngày qua Việt Nam mình, cái xứ Việt Nam mình ngày dạy nó cực vô cùng. Tại sao vậy? Người dân Việt Nam mình rất nhiều người hành thiền hơi thở một cách sai lầm, và đã quen, quá quen với cái cách hành thiền hơi thở sai lầm đó, cho nên sửa lại khó vô cùng. Khi mà ngài hướng dẫn á, là tự nhiên là họ đi theo cái cách sai lầm như cũ, gọi là ngựa quen đường cũ, hít thở cũng hít thở nhưng mà họ hít thở một cách sai lầm, có khi là cả tuần như vậy, hoặc cả suốt cả một cái khóa thiền họ không cách chi họ thay đổi được, họ cứ vật lộn với cái phương pháp thực hành sai lầm của họ, họ không thể nào mà họ hành thiền hơi thở một cách đúng đắn được, do họ đã thực hành một cách sai lầm từ trước. Cho nên á, từ một cái chuyện đó cho nên là sư khuyên, nếu như quý vị chưa từng bao giờ thực hành hơi thở, chưa từng, thì làm ơn đừng có tự tập, gặp một vị thầy dạy thiền có đủ năng lực, có đủ khả năng dạy quý vị, vì đó sẽ hướng dẫn quý vị và quý vị sẽ tiến bộ rất là tốt. Chứ còn quý vị tự tập á, rồi quý vị tập cho nó sai á, nó hư luôn cả một cái đề mục hơi thở, là sau này quý vị tập nó khó vô cùng. Nên thành ra sư không khuyến khích quý vị tự tập hơi thở ở nhà. Rồi thì cái thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ, xin chia đều cái phần phước này đến cho tất cả chúng sanh, nhất là thân bằng quyến thuộc, còn hiện tại cũng như đã qua vãng, cũng như chư thiên người xung quanh nơi đây. Cầu mong cho quý vị luôn được sự an vui, tránh được sự khổ thân, tránh được sự khổ tâm, giữ gìn thân tâm được an lạc. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá.